giả Tường Vi. Sứ giả Bảo Lâm. Trời, đồ vũ trụ em đã không mặc mà mặc đồ quá lá hẹm lắm vậy. Đẹp không? Đẹp không? Giống đẹp, đẹp, đẹp. Không? Giống thiếu nhi quá trời quá đất. Không, giống chị Hàm Hương. Chị Hàm Hương hả? Tại sao lại mặc đồ hàm hồ, hàm hồ, hàm hồ như vậy? Trời ơi, anh không có biết gì hết trơn à. Hồi nãy ở trong cái phòng á, em thấy có mấy cái rương. Em mới mở từng cái ra em coi, quá trời đồ đẹp luôn. Wow. Sao em thấy cái này nè, có nguyên cánh bướm bướm nè. Đó. Wow, bướm bướm sao cái cánh nó sụp xuống vậy? Ồ, em không biết nữa, bây giờ làm sao cho nó bị gãy cánh đúng không? Nhưng mà không sao, cũng rất là đẹp em à. Anh, em thấy anh đẹp không? Ủa anh, hồi nãy em thấy ở trong đó cũng có nhiều đồ hoàng tử đẹp dữ lắm mà anh không mặc mà anh bận cái bộ đồ gì kỳ vậy? Cái này không phải là bộ đồ em à, mà cái này là một phát minh vĩ đại. Hồi nãy anh vô đó, anh thấy một cái kệ rất là nhiều nguyên tố hóa học. Anh mới nhìn kỹ, anh thấy H2SO4, H5N6, acid chlorhydride. Rồi cái anh thấy cái lọ màu tím tím, cái anh mới lấy cái lọ đó, anh mới khui ra cái bóc. Anh mới uống. Ôi, anh uống chi? Thì đó, anh uống thử. Thì anh nghe vị chua chua. Thì từ trong cái bình xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lè xanh lét. Khi mà anh mở mắt ra thì anh đã hóa thân thành cây đà 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 đà. Là anh hóa thân thành cây? Cây đa. Nhưng mà không phải đa bình thường mà là đa đột biến. Đa đột biến là sao? Thì đó anh cũng không biết nữa. Ở dưới trần gian có lan đột biến. Chính vì vậy cây đa đột biến là cây gì anh không biết luôn. Thấy không? Nhìn cái cây đa, nhìn cái mặt người thấy không? Ghê quá à. Ghê không? Mà tự nhiên á, lên đây nè, em cũng làm kiểu giống như là bươm bướm mà em cảm thấy nó không có hợp lý gì á. Đúng rồi. Qua anh là cái cây mà cái cây nó cũng kỳ cục nó lắm. Nó sao sao, nó sai sai sao á. Hey. Nhìn xuống dưới em nhớ quê hương, nhớ trái đất của mình quá anh. Trời ơi. Trời đất ơi, em nhìn thấy hôn Đồng Nai kìa. Ừ, mé qua bên Đồng Nai là quận 4 cộng lãnh của em kìa. Trời đất ơi, quê thiệt. Ê, cái quán ốc bà Sáu kìa. Hey. Trời ơi, ở đây á hả, anh thấy không? Màu sắc á, toàn là những màu sắc nhân tạo của mấy cái đèn neon không à. Không có những cái màu xanh mát mẻ, rồi những cái màu của hoa lá. Nhắc tới hoa làm em cũng nhớ hoa nữa, em là một người rất là yêu hoa đó. Vậy đó hả? Em yêu hoa lắm hả? Yêu lắm. Bây giờ nếu em yêu hoa, anh đố em về bông nè. Em rành lắm đúng không? Anh đố em bông gì màu đỏ? Bông hồng. Đúng rồi, bông gì màu trắng? Bông lài. Đúng rồi, bông gì màu tím? Màu tím. Màu tím. Có bông lục bình. Hay quá, anh đố em bông gì đau nhất? Bông gân. Em hề hước quá trời. Hay quá, còn anh rất là yêu rừng em à. Rừng. Anh còn nhớ ngày ở trần gian, cứ mỗi buổi chiều về, anh từ rừng U Minh, anh im thinh 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 qua rừng Nam Cát Tiên, anh liên thiên qua tất cả các loại rừng và anh hát ca nô đùa ở trong rừng em à. Anh hái hoa bắt bướm ở trong rừng phải không? Anh chạy từ rừng này qua rừng nọ, anh hát dữ lắm. Hát bài Anh Dương Lâm Đồng Nai. Thôi đi, anh kể câu chuyện nó không có thực tế chút xíu nào. Sao thực tế? Anh tên gì nè? Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi, Bảo có nghĩa là bảo vệ, Lâm có nghĩa là rừng, là bảo vệ rừng đó. Ờ, hai cái tên anh có ý nghĩa ghê. Hay, em ơi, buồn thật đó. Anh ơi, bây giờ ở đây á, em nè, coi như là bươm bướm là hoa rồi đúng không? Anh là cây là lá nè. Đúng rồi. Nếu mà bây giờ mình muốn cho không gian này trở nên tươi vui hơn, hay là hai anh em mình cất tiếng hát đi. Được không em? Được. Hai anh em mình mà cất giọng hát là phá banh cái rừng đó. Bây giờ là tụi mình đã có hoa rồi, có cây, có cối rồi. Bây giờ là phải cần có âm thanh. Đúng rồi. Mà âm thanh từ đâu phát ra? Âm thanh phải từ những loài chim, họa mi, cúc cu, chim vàng anh, chim sẻ. Chim ơi, chim ơi. Anh. Hả? Anh mà kêu tới kêu lui nữa không có con chim nào xuất hiện nữa đâu. Em nhớ rồi. Em nhớ gì? Hôm bữa em quan sát em thấy ở trên chiều không gian này cũng có con người. Có không em? Có những bạn mà em thấy là hả, cực kỳ bí ẩn, rất thú vị. Mà em tin nha, mấy bạn đó vừa yêu cây cối, yêu hoa lá. Và mình kêu mấy bạn đó cất tiếng hát đi. Ờ, mấy bạn đó đang ngủ đông, hiểu đúng không? Rồi. Bây giờ mình kêu các bạn vậy để các bạn hòa mình với mình. Có hoa, có cây, có giọng hát. Như vậy là thiên nhiên trở nên đẹp hơn, không gian trở nên sôi động hơn. Nào, còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng rủ các bạn đó đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Yeah.
các bạn đã quay lại với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Và chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Picture thực hiện. Tường Vy à. Dạ. Mới đây cái bộ đồ búm búm của em mà bây giờ thành bộ đồ mà quá trời đẹp luôn, quá trời nhu mì với em. Em thấy ở trong có một cái rương mà cái rương này kim sa hộp lụa, coi như là chỉ có duy nhất một bộ đồ này thôi. Mà nó ghi luôn ở trên cái bộ đồ. Sao đó em? Là dành riêng cho Tường Vy. Trời đất, có nghĩa là cái bộ thiết kế này dành riêng cho em. Độc quyền của một mình em. Anh biết tại sao ngày hôm nay em mặc bộ đồ rực rỡ vậy không? Tại sao vậy em? Anh nhìn bộ đồ của em anh liên tưởng tới cái gì? Liên tưởng đến gọi là một gọi là cái thiên nhiên. Rừng cây hoa lá liền. Rừng đúng cây không? Hoa lá muôn loài muôn thú. Thấy không? Có bướm bướm nè, thấy không? Rắn nè, khỉ nè. Đó, quá trời luôn. Rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Và cũng thông qua bộ đồ cũng như là thông qua chương trình Đấu Trường Âm Nhạc này, Tường Vy, Lê Dương, Bảo Lâm và cả ekip của chương trình muốn gửi đến cho quý vị một cái thông điệp, đó là chúng ta hãy luôn yêu thương thiên nhiên. Mỗi người cùng chung tay góp sức một phần nhỏ xíu vào thôi là chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta. Vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ bầu không khí của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ khách mời ngày hôm nay, đó chính là Á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Mâu Thủy. Quá trời. Trời ơi. Trời ơi, hai chị em sinh đôi nha. Thật sự luôn. Ủa, như hôm nay không ai hẹn cho mặc chung dress code vô nè, không ai viết gì luôn. Không ai chặn gì luôn, có tự nhiên vậy luôn. Vậy hả? À, quá vô đồ quá rực rỡ luôn. Vy ơi, đồng hành cùng hai siêu mẫu Á hậu ngày hôm nay là ai vậy? Chắc phải nam thần đúng không em? Ai ta? Vĩnh Thụy hả? Không phải. Ê, Vĩnh Thụy được nha. Ê, Vĩnh Thụy được. Không phải luôn. Song Luân được nha. Được, Song Luân được. Được ha. Vĩnh Thụy, Song Luân này ai ngang ngang nữa ta? Bây giờ Bê Trần. Bê Trần rồi ai nữa? Tư vấn giùm. Bình Minh. Bình Minh. Không phải, hồi nãy giờ kể tên là không có ai trong đó hết. Nghe Quốc Vinh nữa có không? Không. Trương Thế Vinh. Không. Chết rồi, ai mà cao cỡ này ta? Một người mà cao mà gọi là gấp rưỡi Triệu Hoàng Yến. Gấp cái gì? Gấp rưỡi Triệu Hoàng Yến. Ủa ai mà cao? Chiều cao 3m8. Cơ bắp gấp đôi anh Bảo Lâm. Trời đất ơi. Ghê vậy, ai vậy? Ghê ta? Ghê chưa? Đó chính là diễn viên Hải Triều. Trời ơi. Ê cao thiệt. Đây, ê, mình dẫn đây máy bắt em. Dạ đúng rồi. Em xin hai cái máy quay qua hai hướng MC bên này ạ. Quá trời thiệt á. Ở đâu mà mướn à? Ba ngọn nến lung linh đi vô đây vậy? Cái này ba cây chụm lại. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đúng. Cao quá cao. Vy em vô giữa coi Vy. Vy vô đây. Chị Vy vô đây đứng chung nè. Đi chơi đi, dùng gì? Dùng gì không? Có gì đâu. Nó ừ. Không, vậy mới là điểm nhấn. Đây luôn. Vậy mới là điểm nhấn em. Đó, điểm nhấn, điểm nhấn. Em như một cái búp măng non. Không sợ chồng hình á. Hay thiệt. Thường thường là mình diễn mình sợ chồng hình lắm em. Còn bây giờ mình đứng thoải mái một chút. Cỡ nào cũng bắt hình được. Cỡ nào quay phim cũng bắt hình được. Thôi giờ dạt ra đi. Thôi anh ơi. Thôi đi dạt ra đi, dạt ra đi. Ừ, mình giao lưu một xíu đi hả? Yến và Thủy. Okay. Dạo gần đây thì thấy Yến và Thủy hay đi chung với nhau. Đúng. Quay những cái clip đó là mắc cười. Rồi hát rồi này nọ luôn. Có coi luôn. Có coi luôn. Đúng không, hả? Tại sao dạo đây là khăng khít với nhau vậy? Tại vì ế xô quá đó anh. Mà đánh rỗi quá rồi xong rồi gặp lại nhau rồi xong rồi quay clip rồi quay TikTok chung không với nhau. Không ai nhiều xô như Lâm hết trơn thiệt. Quá trời đi đâu không gặp hả? Đúng, đi đâu không gặp luôn á. Còn Triều dạo đây sao rồi? Công việc làm sao? Công việc chữ tiến triển chậm. Hai chị em để xô. Còn bên đây có tiến triển chậm. Không, chậm đều đều. Chậm đều đều. Chậm dần đều nha. Mới đây anh em hát bài hát gì một chương trình rất là hay luôn. Dạo đây có luyện thanh không? À, không luyện thanh lắm. Tại vì ế quá ở nhạc hát karaoke lên giọng. Ngày hôm nay tôi sẽ gặp gỡ những đấu sĩ. Họ là những người mà rất là gọi là hát rất là hay nha. Hay lắm. Và đặc biệt là ai ạ? À? Đặc biệt là Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Đúng rồi. Wow. Tất cả các gà chiến của Yến, của Thủy, của Triều ha, sẽ ra biểu diễn và đó chính là những người mà để chấm. Thôi nhưng mà bây giờ mình thử hỏi ban Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà để xem tiêu chí chấm điểm của họ là gì nha. Dạ, xin mời ạ. Xin chào hai sứ giả và ba vị thủ lĩnh. Lê Phương xin đại diện cho Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà đưa ra tiêu chí chấm thi cho ngày hôm nay. Thì tiêu chí của đấu trường âm nhạc của mình á, sẽ là 50% cho giọng hát và 50% cho phần biểu diễn.
Nếu như các bạn cảm thấy là những cái bài đó nó không thuộc về sở trường của mình á, thì các bạn cố gắng làm sao biểu diễn để mà thu hút hội đồng âm nhạc có thiện cảm và những cái cảm xúc của các bạn đúng với lại bài hát, thì là các bạn có khi các bạn sẽ thắng cho dù không phải là sở trường của mình. Cảm ơn. Vy ơi. Dạ. Không biết luật của chương trình ta như thế nào nè. Thật ra chương trình của mình luật thì đơn giản lắm, nhưng mà mình đừng có nói luật ghê ghê quá. Mình nói về quyền đi. Quyền hả? Quyền nha, chúng ta sẽ có 3 quyền. Quyền đầu tiên là quyền cứu. Sao nè? Thủ lĩnh hoặc đấu sĩ đã bị loại sẽ được quyền lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Quyền thứ hai là quyền chuyển. Chuyển là sao nè? Thủ lĩnh sẽ chuyển một đấu sĩ còn lại trong đội ra cứu đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền cuối cùng là quyền chặn. Chặn có nghĩa là sao vậy ta? Chặn có nghĩa là chặn không cho đội đối thủ chọn đội mình mà phải chọn đội còn lại. Nhưng trong trường hợp đội còn lại không còn một thành viên nào hết thì mình được quyền chọn ngược lại đội đối thủ luôn. Hay quá. Rồi, ba ngọn nến lung linh tập trung nữa. Ở trên kia có một cái hộp gọi là cái hộp cứu hộ. Khi mà cứu hộp thà xuống, nhiệm vụ của hai người búa. Cầm cái búa chạy lại đập cái hộp đó. Nếu đập trúng cái hộp thì sẽ được sử dụng quyền. Đúng rồi. Trong trường hợp mà đập xong không muốn sử dụng thì có quyền chặn, không cho sử dụng cái quyền đó với đội của mình. Đúng luôn. Hiểu chưa? Rồi, nói chung là tất cả mọi người đã hiểu và không khí là sôi động rồi Vi à. Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm. Đúng rồi. Bốc thăm hả? Bốc thăm chọn quyền, xin mời. Rồi, bây giờ tôi sẽ bốc thăm trước nha. Nè, chiều trước đi. Em mở ra coi liền. Chưa. Dấu nhà mình. Mình tự coi được không? Mình ém lại. Đem coi giùm cho mình tự coi có được đâu. Đâu. Chưa thấy gì luôn. Ba quyền đã nằm trong tay ba thủ lĩnh. Và bây giờ chúng ta cùng nghe các đấu sĩ hát và hòa giọng trong một bài hát. Nhiệm vụ các bạn là lắng nghe, xong rồi lựa chọn. Chạy thật nhanh đến cái phòng mà mình cảm thấy là những đấu sĩ này hát hay quá. Đúng và rồi. Đứng ngay cái phòng đó luôn, chọn ngay phòng đó luôn. Như vậy là tất cả đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần hòa giọng của các đấu sĩ với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu. Này phòng ấy, phòng ấy, phòng nào? Bằng lòng đi em về đến quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền ngải qua sông giọng hò mơn mơn. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu che dấu khó mưa dầu.
đi em. Bằng lòng, bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương anh bắc cầu em tới. Ngàn trùng xa dù nắng dù gió, nghe các đấu sĩ hòa giọng trong ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Bây giờ thì các thủ lĩnh của chúng ta cũng đã chọn được những căn phòng rồi. Nào, bây giờ hãy vén tấm màn bí mật để các đấu sĩ cùng lộ diện nào. 3, 2, 1, mở màn. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của đội Mâu Thủy. 3, 2, 1, xuất hiện. Xin chào các bạn tự giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em chào ba vị thủ lĩnh và hai anh chị MC duyên dáng dễ thương và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Ngô Thái Ngân, công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Em xin chào hai MC, ba vị thủ lĩnh cùng tất cả khán giả ở đây và các bạn chơi. Em tên là Xuân Tài và hiện tại em đang là một ca sĩ nhạc sĩ tự do. Em tên là Phạm Hiểu Băng, hiện tại em là ca sĩ và diễn viên tự do. Xin chào tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay ạ. Không biết là đội của mình đã thống nhất được một cái tên chưa ạ? Dạ, cái tên của đội em cũng rất là gần gũi và cũng như là một cái tên mà rất là khiêm tốn. Mình khiêm tốn thôi. Rất là quyết tâm khiêm tốn. Dạ, khiêm tốn. Dạ, cái tên là Thua thì thôi. Khiêm tốn quá. Dạ, dạ chưa. Dạ, mà còn có cái bẻ cua. Dạ, thắng thì thích. Là sao? Là sao? Tên đội của em là dạ, tên đội của em là Thua thì thôi, thắng thì thích. Thua thì thôi, thắng thì thích. Nhưng mà cái tên dài quá cho nên mình lấy cái tên đầu tiên đây là đội thua. Thua. Mình đặt tên lại. Mình đặt tên nè. Xanh lá không bị xa lánh. Cũng dài. Thôi được rồi. Không, bây giờ đặt tên dài cỡ nào nhưng mà rút lại là tự quy định của MC thôi. Bây giờ tên gì ạ? Xanh lá không bị xa lánh. Đây rồi, là đội xanh, lè, xanh lá. Đội xanh lè. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của đội Hoàng Yến. Xin mời. Xuất hiện. Các bạn giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Lời đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến quý vị khán giả và hai anh chị MC dễ thương. Em tên là Tùng Hiếu, hiện tại công việc của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào mọi người, em là Trương Diễm và cũng là ca sĩ tự do. Em xin chào tất cả các anh chị đội trưởng và anh chị MC và tất cả các khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Em tên là Trương Trần Anh Duy và em đang là ca sĩ diễn viên tự do. Và còn là TikToker nữa. Vô luôn. Đội mình không biết lấy tên là gì ạ? Thật ra thì tụi em có một cái tên rất là cool ngầu, tên là We Boy ạ. We Boy. Dạ. Tức là ba đứa em, ý là Duy nói là ba đội này là toàn đàn ông không có phụ nữ đó anh. Ủa là em là... Ủa chị Yến? Bởi vậy chưa? Bởi vậy? Ý trời. Dạ. Tại sao đâu là We Boy à? Đâu có ý nghĩa gì ạ? Mọi người đang nhìn cái hình dạng của em, một người phụ nữ phải không ạ? Dạ, thì đúng tí rồi. Nữa mọi người nghe em hát thì mọi người biết nha. Giọng của hơi hột nha. Dạ. Không, đó, chú chị thấy là chị với em có điểm tương đồng, thích mắt nước eyeliner được. Dạ đúng. Đó, bye bye rồi đó. Không, mà nãy giờ là toàn là thứ dữ không nha, toàn là gà chiến không đó. Nghe bên kia ca sĩ không luôn. Ở giữa một bài hit. Bài hit của em là gì em? Thực ra thì bài đó là một bài em viết lời Việt thôi mà không ngờ về Việt Nam nó lại viral như thế. Em biết cái bài là Mình Bắn Chết Nồi Mèo Kêu Nha Kêu Cùng Em Mèo 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 là đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ cuối cùng. Họ là ai? 3, 2, 1, xuất hiện. Wow. Ý người quen của anh đó. Trời ơi. Cái lần mà anh bị sập hầm quá trời sập luôn là đội của Tăng Phúc đó. Thì đó đúng rồi, mấy năm rồi mới gặp lại hả em? Lần đó mình thắng mà đúng không anh? Đúng rồi, đội mình thắng. Ôi mấy năm mới quay lại. Xí, đội năm đó em thắng anh. Không, chị nhớ lộn mà đội đó là em với Lâm thắng. Không, anh nhớ anh bị sập hầm hoài. Mình sập hầm em, mình đừng có cãi người ta. Đừng có cãi. Chắc lộn tập để chị đó, chơi lộn tập khác nữa rồi đó. Trời ơi, toàn là idol của tôi không à. Trời ơi. Giới thiệu đi ạ. Dạ, lần đầu tiên thì cho em xin chào các anh chị cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Tăng Phúc, em là một con người tự do ạ. Con người tự do.
Em muốn làm gì em làm. Đấy là người ta nói là tâm hồn người ta bay bổng, tự do, phóng khoáng. Ta ca sĩ tự do, diễn viên tự do, con người tự do. Quá trời rồi. Dạ, dạ lần đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến với tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn khán giả, các ban giám khảo đang có mặt tại chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Em là Trương Thảo Nhi và em công việc của em là người chơi hệ tự do. Người chơi hệ tự do. Bạn cuối cùng ạ. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Indo. À em hiện đang là sinh viên hệ tự do. Sinh viên hệ tự do. Dạ. Hết là chưa? Muốn học gì học dạ, á hết em? Hết rồi ạ. Hết rồi kìa. Muốn học gì học. Rồi, đội mình đặt tên là gì ạ? Tự do phải không? Tự do hả? Tự tung tự tác ạ. Đội, đội này lấy tên là Về Nhất. Về Nhất. Về Nhất. Ủa tên áp lực gì? Em cũng sợ không? Chịu tên nào? Rồi về, về Nhất. Về cỡ nào cũng được. Bây giờ Về Nhất cuối cùng hay là Về Nhất đầu tiên gì cũng kể. Về Nhất đầu tiên chứ. Như vậy chúng ta đã có 3 đội. Đội xanh lè. Đội We Boy. We Boy. Đội Về Nhất. Và thể theo yêu cầu của tên các bạn. Cho nên là bây giờ em quy định luôn, quy định đội gì? Này là đội thi đầu tiên. Trời ơi, không biết đội Về Nhất mình muốn đấu với đội nào ạ? Dạ, lấy quyền đội trưởng lấy ra áp đặt á, thì là Lê Dư Bảo Lâm là thích giọng cao của Thảo Nhi với Tăng Phúc đúng không? Đúng rồi. Dẹp qua bên, các cho thằng này đi lên hát trước đầu tiên ạ. Dạ. Rồi mình đấu với đội nào? Hoàng Yến hay Mâu Thủy? Ghé ghét đội xanh lè xanh lét quá. Đấu trước. Được. Như vậy là chút xíu nữa Hải Chiều đấu với Võ Hoàng Yến. Còn bây giờ? Bây giờ là đội Hải Chiều Indo đấu với một thành viên của đội xanh Mâu lè. Thủy xanh lè. Rồi. Xanh lè. Đội này xanh lè còn xanh luôn. Đội xanh lè mình cử cái thành viên nào mà xanh nhất ra đấu luôn ạ. À. Nếu mà vậy thôi để bạn nam duy nhất ở trong team xanh lè xanh lét. Đúng, bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để xem bài hát đầu tiên là bài hát gì. Xin mời. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy xuống sàn đấu của mình. Xin mời. À. Như vậy là hai đấu sĩ xứng tài cũng như là Indo đã có mặt ở sân khấu. Và vòng đấu đầu tiên với ca khúc Nụ Cười Thiên Thần giữa hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cánh chim hót gọi mời, cho mùa xuân đến thật vui. Không còn mây sáng trên trời, muôn ngàn tia nắng rực theo. Cùng theo hình sinh sẵn thiên thần, ngồi hát siêu phố hoa mùa xuân. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương. Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương. Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy mang cho đời trăm hoa cùng ca. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương. Trong những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương. Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Thiên thần luôn hé môi cười, ha ha, mang niềm vui đến mọi nơi. Trên cánh chim hót gọi mời, cho mùa xuân đến thật vui. Không còn mây xám trên trời, muôn ngàn tia nắng sẽ theo. Cùng theo hình sinh sẵn thiên thần, ngồi hát siêu phố hoa mùa xuân. Để
đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương người hơn ta, hãy mang cho đời trăm hoa cùng ca, đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng đua sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi, hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca. Thật lớn cho hai đấu sĩ Xuân Tài và Xuân Tài Indo. Xuân Tài. Như vậy là chúng ta vừa nghe ca khúc rất là sôi động. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Lời đầu tiên xin cho Quốc Huy gửi lời chào tới ba đội chơi, hai MC dễ thương, hai bạn đấu sĩ và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay. Đại diện cho Hội đồng Nghệ thuật Ngân Hà thì sẽ có những cái ý kiến như sau cho các bạn là cái phần làm chủ sân khấu của bạn Xuân Tài làm cho Huy cảm thấy rất là thích, tại vì bạn làm chủ sân khấu rất là tốt. Còn về bạn Indo thì Huy thấy là bạn Indo rất là tập trung, và cái sự áp lực của sự tập trung đó làm cho khiến cái phần trình diễn của bạn nặng nề và cái làm chủ sân khấu của bạn không được tốt như bạn Xuân Tài. Riêng về giọng hát thì hai bạn đều có những cái giọng hát rất là tốt, nhưng mà vì là tiêu chí của Hội đồng Nghệ thuật Ngân Hà là 50% về giọng hát, 50% về biểu diễn, thì ở đây Huy sẽ chọn Xuân Tài vì khả năng biểu diễn của bạn làm cho Huy cảm thấy rất là thích, rất là thú vị. Dạ. Bây giờ không biết là cảm xúc của Hải Triều như thế nào khi mà gà chiến của mình vừa trình diễn ca khúc đầu tiên. Dạ, khi em nghe cái ban cố vấn nhận xét em hơi quê. Sao quê nè? Nhận xét mình đội mình hơi bị buồn. Quê chứ, quê đúng không? Nhận xét mình nhiều quá mình đi quê, nhưng mà nói chung là đàm tốt nhất rồi. Đội rất là thích cái phần trình diễn của bạn Indo. Đã cháy hết mình rồi đúng không? Cháy hết mình rồi. Còn Thủy. Có Thủy. Dạ, em thấy Hải Chiều hơi quê cho nên em hơi vui. Em hơi vui. Ok. Ê, chọn mình. Thủy, trời, để coi nha. Quá trời. Dễ sợ chưa? Tức ghê. Dễ sợ. Ra là chúng ta vẫn đang còn hai cái đèn nữa chưa lên. Cho nên là bây giờ tỷ số như thế nào chưa biết được đâu nha. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ quay trở về trái đất. Xin mời hai đấu sĩ. Và bây giờ sẽ là giây phút quyết định giữa hai đấu sĩ Xuân Tài và Indo. Indo ơi, bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Em có lời nào nhắn nhủ với người dân Đồng Nai đang coi em hát không? Chắc lần này là em làm cho mọi người thất vọng rồi ạ. Chưa mà em chưa gì mà sao mà bi quan vậy? Phải tự tin lên chứ. Tự tin đến phút cuối cùng. Còn Xuân Tài giờ thấy sao rồi? Thì em cũng hy vọng là em sẽ không phải là người rơi xuống, vì bây giờ còn hai đèn em chưa nói trước được điều gì. Em tự tin lên, mạnh mẽ lên. Vẫn còn hai đèn chưa nói lên được điều gì. Bây giờ tất cả chú ý vào đúng vị trí. Hai chân bằng hai vai, hai tay chấp chéo ngay ngực giùm MC ạ. Rồi, giây phút quyết định ai sẽ là người quay trở về trái đất và ai là người ở lại với chúng tôi. Tạm biệt. Như vậy là trải qua vòng đấu đầu tiên thì gà chiến của đội Hải Triều đã bị xuống trái đất rồi. Thì không biết bây giờ Hoàng Yến có hả hê hay không? Cảm giác là hết hồn dùng đội bạn. Mà không sao nha, mình cảm thấy là đội mình có nhiều sự gọi là tự tin để bùng cháy hết đêm nay. Hải Triều, khi mà gà mình bị lọt xuống trái đất rồi, bạn có buồn hay không? Thấy chưa, hồi nãy đã kêu đừng có đặt cái tên đó. Đúng rồi. Đúng rồi, tên xui nha. Về nhất thiệt nha, về đầu tiên. Không lời nào nói được nữa rồi. Cạn lời. Con Thủy ơi. Dạ. Bây giờ mình thừa thắng mình xông lên chứ. Thôi, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Thôi cũng kệ hả? Bây giờ mình phải chơi theo tour đúng không? Đúng rồi. Sao vòng? Thí sinh của em sẽ thách đấu thí sinh của chị. Ok.
Vậy là đội xanh lè với lại đội Wee Boy. Không biết là thủ lĩnh Mâu Thủy sẽ chọn đấu sĩ nào của đội chị Võ Hoàng Yến ạ? Và bây giờ em sẽ chọn bạn Nam ngồi cuối cùng của chị Yến. Đó, sẽ thi đấu chung tay. Vậy thì thủ lĩnh Võ Hoàng Yến sẽ chọn bài hát nào ạ? Đây là một bài hát. Đáng có chàng trai viết lên cây. Hay quá là ơi. Trời ơi, nó xuất sắc quá à. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu và trình bày ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Xin mời. Và bây giờ sẽ là trận đấu của hai đấu sĩ của Tùng Hiếu cũng như là Xuân Tài. Xuân Tài ơi, đây là trận thứ hai của bạn rồi. Bạn là người chiến thắng, không biết trận này cảm xúc bạn như thế nào? Bạn có cảm giác là run sợ đối thủ của mình hay không? Em rất khao khát đôi mắt kính đấy. Bạn nghĩ sao vì cái lời thách đấu của bạn Xuân Tài ạ? Dạ, em nhớ là Hà Lan đâu có đeo kính rồi ta mà sao. Anh là Nga Anh. Và bây giờ, ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi. Từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời, chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai lúc xuân xanh, ngược xuôi bon trên đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh. Từ lâu không ai nghĩ đến, ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu, câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, thời cô gái nằm ấy khiến thôn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết như giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đêm dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dòng tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chiếc giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua,
vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái. Có chàng trai viết lên cây. Cảm ơn hai đấu sĩ rất là nhiều. Với tiết mục vừa rồi, giọng ca của cả hai đấu sĩ đều rất là nhẹ nhàng, trầm ấm đúng không ạ? Bây giờ mà quyết định thắng thua cũng khó lắm. Rớt luôn người đó. Hát, người bè, người hát, người phiêu. Thôi bây rồi giờ sao rớt đây? Mình hỏi hội đồng âm nhạc đi ạ. Dạ, xin mời ý kiến ạ. Duy Đỉnh xin gửi lời chào đến ba vị thủ lĩnh, hai MC và các đấu sĩ cùng tất cả khán giả. Lời đầu tiên thì anh xin khen ngợi hai bạn rằng là hai bạn có một cái phần trình diễn mà có thể nói là làm cho anh càng ngày càng thấy là bừng tỉnh lên và càng ngày càng thấy cuốn hút hơn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Và anh đã có một cái sự lựa chọn bí mật của mình. Hai bạn đều hát rất là hay, rất là phong thái và rất là bản lĩnh sân khấu. Giống như đây là một cái nơi mà các bạn sinh ra để ở trên đây vậy. Có một cái điểm nhỏ đó là nếu như mà khi mà chúng ta nghe ở đây thì như thế, nhưng mà lên sóng truyền hình thì sẽ có một bạn nghe được mượt hơn. Tuy nhiên thì Đỉnh chỉ có ra một cái quyết định một mình Đỉnh thôi, còn lại là tới 7 cái quyết định khác thì chúng ta sẽ cùng chờ đón ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Đỉnh rất nhiều. Thúy, dạ. Em thấy sao nè, em thấy gà chiến của mình hai trận rồi. Trận thứ hai rồi đó. Phải công nhận nha, Xuân Tài á, vừa có giọng hát mà vừa có cách trình diễn rất là tự nhiên á. Khi mà thấy hai người diễn chung cùng với nhau á, em nhìn Xuân Tài là em thấy cuốn hút hơn. Em không có chơi bạn Hiếu nha, nhưng mà ý em cũng tương tự như vậy á. Đó chị em nhà đó, đó chị ơi. Một khi gọi là chơi nhau rồi á là không có gì, chị em anh em gì đây hết trơn á. Em nghĩ sao? Gà của chị quá tuyệt vời, em nói vậy. Bây giờ người công tâm nhất Hải Triều. Bây giờ đây là đấu sĩ của hai đội bạn, Hải Triều cảm thấy như sao? Thấy hai bạn hát hay nhất. Thật sự á, em thấy ai cũng có một màu riêng của nhau, đúng mọi người, đúng không ba cô Dân? Giờ em nói em cũng không biết nói làm sao. Thôi bây giờ nếu mà mình không ai quyết định được thì để cái phi thuyền nó quyết định đi. Đúng rồi. Xin mời. Xin mời hai bạn hãy đến với hố đen vũ trụ ạ. Và bây giờ là thời gian quyết định của hai đấu sĩ Xuân Tài và Tùng Hiếu, để xem ai sẽ là người sẽ quay trở về trái đất đây. Thời gian bắt đầu. Và bây giờ bắt buộc một đấu sĩ phải chia tay chúng ta và quay trở về với trái đất. Đó là Xuân Tài hay là Tùng Hiếu? Tùng Hiếu quá à. Chia tay chúng ta một lần nữa, chúc mừng Tùng Hiếu. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Võ Hoàng Yến ạ. Chị chào em. Trời ơi hay quá Yến ơi. Bây giờ thừa thắng xong lên nè. Ok nè. Bây giờ là Yến sẽ chọn ai đấu với bên mình, chọn thủ lĩnh nào? Còn hai điều nha. Còn ai nữa, chị em gây khế là chọn đi thôi. Trời ơi, nhưng mà con em nó mới hạn chị mới nãy luôn kiểu như nhá. Bắt bệnh rồi, chị chơi em. Trời ơi, chơi tới em rồi. Hoàng Yến, bây giờ mình chiến thắng rồi, mình có thể chọn một đấu sĩ nào ở bên đội của Hải Triều ra để đấu với đội mình ạ. Mình đổi màu đi, nãy giờ màu sắc nam nhiều quá, mình chơi màu sắc nữ. Đó. Là Thảo Nhi. Thảo Nhi. Nếu như vậy thì thủ lĩnh Hải Triều được quyền quyết định bài hát của mình, kiếm bài nào khó lên làm khó ngược lại. Bây giờ sẽ một bài là Sẽ Có Người Cần Anh. Sẽ Có Người Cần Anh. Xin mời hai đấu sĩ Thảo Nhi cũng như là Tùng Hiếu, Tùng Hiếu bước xuống sàn đấu. Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt ở sàn đấu. Thảo Nhi ơi, không biết cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Đẹp quá, càng ngày càng đẹp. Xin. Ủa chưa hát luôn anh? Không, đẹp lắm nha, thần thái gì chắc đậu. Ủa gì vậy anh Lâm? Sao vậy? Hôm nay là mình phỏng vấn về cảm xúc nha. Không, quen Nhi 8-9 năm rồi, lần đầu tiên mà thấy em đẹp vậy luôn á. Trời ơi. Mà cái nói là hồi thôi. Đó là hả? Sao? Hồi đó, đó sao? Cũng được thôi. Được, bây giờ đẹp. Thời đang tới. Thử giọng coi.
từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu. Trời ơi, thôi được rồi, nhưng đó là thấy xỉu rồi đó. Tùng Hiếu ơi, bây giờ mình đứng ở lần thứ hai rồi nha. Mà hồi nãy giờ anh Lâm nói lần thứ hai là hay có cái phốt. Ừ. Em có lo không? Dạ lo. Rồi, bây giờ trận đấu giữa hai đấu sĩ xin phép được bắt đầu. Vô. Một người vẫn yêu thật lòng, rồi anh sẽ yêu
xin cảm ơn Thảo Nhi và Tùng Hiếu. Nhi ơi, đang hát mà em thoại cái gì vậy? Em thoại, em cứ nhớ lời hứa gì với em vậy? À, cái khúc đó là nhập vô cái tâm lý là lời hứa, chứ chưa chút đó là không biết phải nói gì đúng không? À, là thoại nắm tay mà khiều khiều nhau gì vậy? Dạ, khiều khiều em nói là em rung không? Con bé kêu rung, ừ chị cũng rung, cái hai đứa đi qua đó, cái lời thoại vậy đó. Vậy hả? Ôi lời thoại nó dễ hiểu anh em đó, rung ha. Không? Rung anh. Ừ, hát tiếp nha. Rồi. Rồi dứa chứ, hay ha. Đó. Hay thiệt. Đúng là tâm lý vững vàng. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ ban cố vấn ạ. Xin mời ạ. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Luân. Xin nhận xét cái phần trình diễn vừa rồi của hai bạn. Mình không nói đây là phần thi nha, phần biểu diễn. Tại vì Hiếu hát rất là tốt. Cái giọng Hiếu rất là truyền cảm. Anh rất thích cái màu giọng của Hiếu. Và Hiếu rất là thông minh, xử lý tinh tế. Nhi thì rất nội lực luôn. Mặc dù đây bài Tông Nam, nhưng mà Nhi cũng biết cách xử lý làm cho tròn bài. Và feel cũng ok lắm. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hội đồng ạ. Âm nhạc Ngân Hà. Anh nãy em đứng hát nè, em kêu Tăng Phúc trong trái tim em mà Tăng Phúc ngồi nó hoài không xuống với em. Không cứu em đúng không? Đúng rồi. Anh cũng đang run, chút nữa anh thi đấu giờ. Còn Hải Triều, Hải Triều thấy đấu sĩ của mình như thế nào ạ? À? Rất hài lòng. Giọng sao chẹt quá vậy? Tông nữ quá nè, tông nữ quá. Còn Hoàng Yến? Khi mà nghe Hiếu hát là cứng người. Hay quá. Hay cứng người. Hay cứng người luôn. À. Dễ sợ. Không, quả là kẻ tám lạng người nửa cân ha. Vi ha. Nhưng mà bây giờ thái độ của thủ lĩnh Mâu Thủy kìa. Thủy, 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 nãy giờ là ai cũng khen chung chung rồi đó, mình khen vô trọng tâm nè. Đúng rồi, khen luôn Thủy. Tiếp tục chương trình. Hay quá. Tiếp tục chương trình. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Xin mời. Xin mời. Như vậy là thời gian quyết định giữa hai đấu sĩ, đó chính là Thảo Nhi và Tùng Hiếu. Không biết ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Alo. Cái gì em? Không, hội đồng âm nhạc Ngân Hà mới nói với em bây giờ vẫn chưa quyết định được anh à. Chết rồi, bây giờ sao đây? Bây giờ sao đây em? Bây giờ mình cho hội đồng âm nhạc một tuần để đưa ra kết quả đi. Nha. Cho nên là các thủ lĩnh của chúng ta ráng giữ một bộ đồ này một tuần luôn nha. Thảo Nhi ơi, không biết bây giờ cảm xúc em bây giờ như thế nào ạ? Nói chú em hát xong mà em cũng thấy nhẹ. Bao nhiêu lần em đứng ở đây rồi? Dạ, nhiều lắm rồi, tính anh em mình quay với nhau là nhiều kết khủng khiếp. Nhưng mà tại sao đây, anh cảm giác em rất là rung đúng không? Tại sao vậy? Thật ra thì em đi hát bao nhiêu lần mà chỉ mỗi lần hát em cũng rung hết đó. Nhưng mà còn rung là còn yêu nghề đó. À, cảm ơn em, thanh xuân đúng không? Còn Tùng Hiếu là bây giờ không cần phỏng vấn luôn, nhìn mặt là thấy rung mà năn nỉ là đừng phỏng vấn em luôn kìa. Đúng rồi. Em đứng đây muốn móc luôn anh. Em đây muốn móc luôn. Em có tự tin là bữa trước mình hát hay không? Dạ thì cũng được được. Cũng được được. Còn Tùng Hiếu, một tuần trôi qua, tuần trước thì rung lắm đó. Bây giờ là đỡ không phải coi như là phấn chấn lên chút nào để phát biểu cho mọi người nghe chưa? Dạ. Bây giờ là đứng chờ lâu quá nó không có rung nổi nữa rồi. Dạ, bây giờ sẽ là phút giây quyết định của Tùng Hiếu và Thảo Nhi. Âm nhạc sẽ là Tùng Hiếu hay Thảo Nhi đây? Đó chính là Thảo Nhi sẽ ở lại hay Tùng Hiếu sẽ ở lại đây? Thảo Nhi. Quá trời, sao? Bây giờ mình còn ở lại cảm xúc sao nè? Sao? Dạ nói chưa là em cũng sợ lắm, nhưng tuần trước Hiếu hát cũng hay lắm. Với lại là cái lúc đó hai chị em còn nắm tay nhau mà cùng rung luôn á. Nhưng mà thôi, hy vọng có một dịp là hai chị em sẽ hát với nhau nhiều hơn. Cố lên, lần thứ hai chiến đấu hoặc là oanh liệt cho anh. Xin mời em ạ. Xin chúc mừng thủ lĩnh Hải Triều. Thừa thắng xông lên. Bây giờ bạn sẽ chọn ai sẽ đấu với mình đi ạ? Đội Mâu Thủy ạ. Mâu Thủy. Đúng rồi. Nữa hả? Tính ra như hai nhà này giống như là quan gia hay gì, chơi nhau liên tục. Hải Triều, hãy chọn đấu sĩ nào. Bây giờ màu xanh hả? Màu xanh. Bên đây là màu xanh không luôn. Em đấu xanh đen ạ. Xanh đen ạ. Là cô bé ở giữa. Vậy bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy bước lên sàn đấu. Xin mời. Em sử dụng quyền. Trời đất ơi. Quyền nha. Quyền. Nhưng mà mình đang có quyền gì ạ? Hãy cùng mở phong bì ra. Và đây là quyền trắng. Quyền trắng. Nhưng mà muốn sử dụng quyền trắng này, hai bạn sẽ cầm một cái búa và đập vào chiếc hộp cứu hộ kia. Như vậy là hai thủ lĩnh, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ theo hiệu lệnh của MC 3, 2, 1 thì chiếc hộp báo động sẽ hạ xuống. Nhiệm vụ của hai bạn là chạy lại đập thật là nhanh nha. 3, 2, 1. Chiếc hộp cứu hộ. Thủy khỏe lắm. Chiếu Thủy khỏe lắm. Đâu? Đây, chị chơi rồi. Ủa mình đánh cái chiếc hộp chứ không phải mình đánh nhau với mọi người. Chơi là Thủy khỏe lắm. Ê, Chiếu đánh đi, Chiếu. Ê, cái hộp này
cái hộp đi. Trời. Ủa cái hộp kia. Trời ơi, sao mà đánh nhau không vậy? Thủy lại thôi vậy, ôm Thủy lại. Ơi. Ê, cái hộp ngang trái không? Trời ơi. Dám cạo giật mình. Không, tại cái hộp kia kỳ á. Rồi xin mời hai bạn hãy về vị trí của mình một lần nữa. Thủy và Treo, xin mời hai bạn về vị trí của mình ạ. Thủy Treo, đừng chân hai nữa. Không, cái con này làm kỳ lắm. Anh xuống là kẻ. Chéo. Trong một phút giây lơ là Hải Triều đã thua Mâu Thủy. Chính vì vậy Mâu Thủy được sử dụng quyền của mình chặn, là quyền chặn. Yeah. Và quyền chặn của chúng ta là chặn không cho đội đối thủ chọn đôi mình mà phải chọn đội còn lại. Yeah. Không biết thằng Hải Triều sẽ chọn đấu sĩ nào đấu với mình đây. Vẫn là thích tông xanh lá đậm ạ. Trương Diễm. Và bây giờ Hoàng Yến sẽ là người được chọn bài hát. Hết hồn tưởng Hoàng Yến hát giật mình. Bài này sẽ là bài của nhạc Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn. Một bài nghe có một chữ buồn. 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 Có một vật thể buồn. Vật thể buồn. Tuổi đá, đá buồn. À, hay quá Vy ơi. Tuổi đá trời buồn. Yến ơi, tại sao bạn lại dùng chiến thuật chọn bài hát tuổi đá buồn ạ? À? Bởi vì với giọng ca trầm lắng như thế này thì nhạc Trịnh là một cái thể loại rất là xuất sắc dành cho Diễm. Sẵn sàng chưa? Xin mời Diễm hãy cùng bước xuống sàn đấu của mình. Và hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là phần trình bày của Thảo Nhi và Trương Diễm với ca khúc Tuổi đá buồn. Và bây giờ trận đấu của hai đấu sĩ xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang. Từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài, lấy dù miệt mài ngàn năm dù em nồng nàn. Dù em nồng nàn, trời còn là mây, mây trôi lang thang, rơi tóc em mỏng, trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày chủ nhật buồn, còn ai đóa hoa hồng vui quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài. Ngàn năm, dù em giận hờn, dù em giận hờn. Trời còn là mưa, mưa rơi, từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi, tuổi buồn.
đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai, còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi. Em gầy ngón dài, đời du miệt mài. Ngàn năm, du em muộn phiền, du em bạc lòng. Xin cảm ơn hai đấu sĩ Thảo Nhi và Trương Diễm với ca khúc Tuổi Đá Buồn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Nam Hương xin gửi lời chào tới tất cả mọi người. Cho Hương có một phần nhận xét một chút xíu về ca khúc này. Hai bạn hát ca khúc Tuổi Đá Buồn với hai màu giọng rất là khác nhau và hai cách hát rất là khác nhau, tạo nên một cái bài hát nó rất là lạ. Hưng rất là thích ca khúc này. Hưng vừa thích giọng của Nhi, vừa thích giọng của Diễm luôn à. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, ca khúc rất là hay. Vì bây giờ chúng ta cùng mời hai đấu sĩ cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Xin mời các bạn. Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Không biết là Thảo Nhi có phá bỏ lời nguyền hay không. Từ đầu chương trình tới giờ là không, lần thứ hai là bị sập. Em có sợ lời nguyền nữa không? Em sợ chứ, giờ em đang run lắm nè. Diễm ơi, bây giờ là đứng ở đây rồi, có cái gì, cái cảm giác gì mình bày tỏ ra hết đi Diễm. Nếu mà xin phép em xin phép được nhảy trước được không? Thật sự không biết khi nào nhảy nó hồi hộp. Cảm giác này không muốn có luôn á. Có nghĩa là tự nguyện thua luôn á hả? Bây giờ xin nhảy trước là đi về là thua đó. Không phải, ý của Diễm á là mở sẵn cái lỗ á. Nếu mà Diễm thua, mở sẵn lỗ để cho Diễm nhảy xuống. Mỗi ba em thua, mở cái lỗ em nhảy xuống. Cho đỡ sợ đúng không? Nhưng mà không được, bây giờ giây phút quyết định. Một người sẽ quay trở về trái đất. Và ai sẽ là người ra đi đây? Phụ anh điểm đi Vi à. 3, 2, 1. Giây phút quyết định. Nhưng mà một chưa ấy. Sẽ là Thảo Nhi. Như vậy là trước khi chúc mừng Thảo Nhi. Không có sợ đâu. Và xin được chúc mừng Trương Thảo Nhi, bạn đã coi như là phá bỏ được lời nguyền của chúng ta rồi. Như vậy là thừa thắng xông lên. Hải Triều Mau Thủy ạ. Mau Thủy hết quyền. Ủa sao cười vậy? Hết quyền rồi ạ. Hết quyền. Em sử dụng quyền. Hết quyền rồi ạ. Phải nói diện sự thật thôi. Em sử dụng quyền của chị. Ủa đâu ra gì? Chị có cái quyền đó mà. Em có quyền dừng cuộc chơi là nguyên đội đi về. Quyền là không được mượn ạ. Không có quyền mượn, nhưng có thể cho ở đây cho không là chuyện khác. Chẳng lẽ gì không cho? Đương nhiên không rồi em. Ok, tiếp tục chương trình. Tiếp tục. Rồi, bây giờ là Điều. Là bạn xanh chính giữa. Bạn xanh chính giữa. Em tên là? Hiểu Băng. Hiểu Băng. Và Mau Thủy được chọn bài hát. Không biết bạn sẽ đưa ra chiến thuật gì, cũng như là chọn bài hát gì đây? Có chiến thuật gì không ạ? Dạ, mình nói lớn cho phim trường nghe được không ạ? Không, Mau Thủy giả bộ chứ không nói gì hết. Không nói gì hết. Không có chiến thuật gì hay sao Thủy? Dễ sợ. Thật ra là đang vân vân giữa hai bài hát, nhưng mà em quyết định là chọn một bài này rồi. Bài gì em? Em chào anh mà anh đã vội quên. Ủa, cái này bài hát hay bài rap vậy? Em chào anh mà anh đã vội quên. Em. Cái bài đó là bài Chia Tay Trong Mưa. Chia tay trong mưa. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước lên sàn đấu. Thảo với ca khúc và Hiểu Băng. Như vậy là trận đấu sắp bắt đầu rồi. Nhi ơi, em thi trận thứ 3 rồi, bây giờ sức khỏe của em bây giờ như thế nào rồi? Dạ, sức khỏe của em bất ổn định. Bất ổn định, bây giờ em cảm giác trong người như thế nào? Mà bây giờ cái bài Chia Tay Trong Mưa là một cái bài cũng hơi rock một chút. À, thấy em mang cái váy có mang cái đường không? Tí giữa bài em xé. Em rock luôn. Còn Hiểu Băng, bây giờ đối diện em là một đối thủ rất là nặng ký. Hồi nãy giờ là 3 vòng rồi đó, bị loại hết luôn. Rồi giờ sao? Em cũng đang rất là run mà, cho nên là cái giọng rung thiệt nha, cái giọng rung thiệt rung em thiệt, còn rung em thiệt rung. Em nghĩ đối thủ của em như thế nào? Rất nặng ký. Bây giờ có một lời nào mà thách đấu cái đối thủ của em sẽ nói lời nào để cho đối thủ của em run sợ? Chị nhẹ tay với em thôi nha. Lời thách đấu gì kỳ vậy? Sợ quá. Còn Nhi, với cương vị là một người đàn chị thì em muốn nhắn nhủ gì đối thủ của mình đây? Bé, nói nghe, chơi, đừng rung. Có nhiều chơi nhiều. Tới. Rồi, xin mời hai đấu sĩ Thảo Nhi và Hiểu Băng với ca khúc Chia Tay Trong Mưa. Trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1.
như cuồng quay. Một thoáng nghe lòng quặn đau, một phút băng quang tình theo con sóng khơi xa. Hình bóng anh rời xa cùng với ai, để sẽ quên đi tình em. Giờ quanh em bóng đêm hoang tàn. Em chào anh mà anh đã vội quên. Một đêm thấy anh vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Chia tay trong mưa của Thảo Nhi và Hiểu Băng. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Thanh Lan xin chào ba vị thủ lĩnh, MC và hai bạn chơi trên sân khấu. Trong phần này thì chị sẽ không nhận xét bất cứ cái gì về chuyên môn của các em đâu. Nhưng mà chị nói thẳng luôn là chị đang rất thích cái phần thi của bạn Màu Xanh, bởi vì em có sự chuẩn bị bài hát rất tốt và những cái phần feel của em là khi mà kết hợp với chị Nhi thì chị rất là thích. Dạ, cho xin một lời nhận xét nè. Lê Phương xin phép đưa lời nhận xét của mình. Ở đây thì mọi người nãy giờ qua các bài hát thì cũng đã thấy được cái năng lực của Nhi rồi. Với lại Nhi chắc là cái bài hát này Nhi cũng chưa có tập được nhiều đúng không? Nên là những cái phần riff nhanh thì Hiểu Băng làm tốt hơn. Và em tuy là trước cuộc thi thì em có vẻ rất là run, nhưng mà đến khi mà em vào bài thì em làm tốt hơn. Và Phương sẽ chọn em một phiếu, mong là sẽ nghe được em ở một bài sau. Như vậy nãy giờ những lời nhận xét đều nghiêng về Băng, nhưng mà đèn thì lại nghiêng về Thảo Nhi. Hải Triều ơi, bây giờ là đấu sĩ của đội mình đang hơi bị yếu thế rồi đó. Triều cảm thấy thì sao? Thật sự thì người nhà mà đương nhiên mình phải binh người nhà thôi, nhưng mà trên sóng mà, cho nên giống như ban cố vấn chọn sao mình chịu vậy. Còn Hoàng Yến? Một bài hát rất hay, nhưng mà cảm xúc của mình vẫn còn đang tiếc Trương Diễm. Trương Diễm đã quay trở về trái đất rất là lâu rồi. Không, trái tim mình còn động là những bài đó quá hay. Vẫn còn nhớ Trương Diễm, còn dây dứt và đau đớn. Còn Mâu Thủy, em thấy là nãy Diễm với Nhi hoặc là Băng với Nhi á, đều là hai cái style khác nhau, chỉ là thích hay không thích thôi. Theo Nhi á, rất là nhẹ nhàng dịu dàng, lời đàn, những đàn lời rất là hay. Còn Băng thì mạnh mẽ hơn, kiểu tươi mới hơn, thì dĩ nhiên là em thích đội em hơn rồi. Dạ. Thực ra bây giờ rất là khó phân định thắng thua nè. Lúc nào cũng vậy, khúc ở đây là bị khó lắm. Chỉ lên tri kia mới biết ai thắng ai thua mà thôi. Bây giờ xin mời Băng và Nhi cùng bước lên hố đen vũ trụ ạ. Xin mời. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng để xem Hiểu Băng hay Thảo Nhi sẽ ở lại. Thời phút xin phép bắt đầu. Sẽ là Hiểu Băng cá tính hay là Thảo Nhi dịu dàng? Ai đây? Ai? Trời ơi!
Em ổn không? Em không ổn hả? Em sao rồi? Em hết hồn. Tạm biệt Thảo Nhi. Và xin được chúc mừng Hiểu Băng của thủ lĩnh Mâu Thủy. Mâu Thủy ơi, bạn đã chiến thắng rồi. Bây giờ không biết bà sẽ chọn ai để đấu với mình đây ạ? Battle Queen. Ơi Hoàng Yến. Vậy là sao? Mọi người ơi, mọi người quên là mình còn cái quyền. Quyền gì ạ? Quyền này là ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi. Là quyền sao? Gì? Quyền chuyển không đấy tôi lên hát. Đúng rồi ha. Cái quyền hay ghê mọi người. Vậy bây giờ sao đi Vi? Nếu mà chuyển thì cũng là chuyển một đấu sĩ còn lại là thì cũng còn lắm lấy nhỏ lên thôi. Đúng rồi, vậy con Yến lên hát. Yến muốn lên hát không ạ? Muốn. Không muốn rớt à, sợ rớt. Dạ. Vậy bây giờ còn đấu sĩ cuối cùng, chính vì vậy bây giờ đấu sĩ của Mâu Thủy là Hiểu Băng. Và đấu sĩ của Hoàng Yến là Anh Duy. Xin mời hai bạn bước ra sàn đấu ạ. Hoàng Yến ơi, không biết bà sẽ chọn bài hát gì cho đội mình đây? Đây là một bài tủ của thí sinh của mình. Thôi, tủ mà hát lát rớt là kỳ lắm nha, đừng có nói tủ. Một bài rất khó. Phải tự tin chứ. À, phải tự tin. Một bài mà nói chung là thể hiện cái giọng hát của thí sinh mình nó quá ư tuyệt vời. Khổ vì yêu nàng. Khổ vì yêu nàng. Cái bài là nghe chất đã rồi đó không? Em Băng ơi, khổ vì yêu nàng có phải là sở trường của em hay không? Dạ không. Không. Giỏi. Nói rất là sở trường của em hay không? Không. Dạ cũng không. Đây là một bài tủ của thí sinh của mình. Ủa gì kỳ vậy? Ủa Yến? Tại sao em lại chọn bài sở trường của Yến vậy? Dạ không phải, mới nãy nghe nói là bài sở trường của thí sinh của mình luôn, là giống như am hiểu dữ lắm. Không. Ủa kỳ gia lô Yến ơi. Yến ơi có chọn lại hay không? Không, mình là người hả? Chắc chắn mình một là một, hai là hai. Rõ ràng kỳ tin em. Và bây giờ sẽ là phần đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Khổ vì yêu nàng. Xin mời. 3, 2, 1. Giấc kia ngược trì làm ta đau điên thần trí, mặc đời chế ta tình ngu si. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giúp thế mê chê, yêu người nên khổ đau cho ta bởi yêu mà xa. Trăm lần bao chắc như ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Giấc kia ngự trì làm ta đau điên thần trí, mặc đời chê ta tình yêu gì. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giúp thế mê chê, yêu người nên cố đau cho ta bởi yêu mà xa. Trăm lần yêu chẳng như ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Yêu người nên khổ đau cho ta bởi yêu mà xa. Chẳng lần yêu chẳng như ta vui,
và Hiểu Băng với ca khúc Khổ Vì Yêu Nàng. Wow, cả phim trường tổ sôi động, nhảy tưng bừng luôn, nhảy tưng bừng theo các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Lê Phương xin phép nhận xét phần trình diễn này. Đầu tiên là rất là cảm ơn hai bạn vì đã đem lại một không khí cực kỳ sôi động. Và có một cái này là Phương muốn dặn tất cả các bạn đấu sĩ như thế này. Thì khi các bạn chọn một cái ca khúc nào đó mà các bạn thuộc về sở trường á, thì nó đã là một phần lợi thế cho mấy bạn rồi. Thì mấy bạn phải cố gắng làm sao cho cái phần trình diễn của mình nó thật sự là kéo vote về cho mình, thật sự nổi bật mình lên. Phương xin quay lại cái phần thi của Trương Thảo Nhi và Trương Diễm. Hồi nãy thì cái ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn á, thì thật sự mà nói là ngay từ lúc mà chọn bài hát thì ở đây mọi người đều cảm thấy là à, đây là lợi thế của Trương Diễm. Mọi người đều nghĩ là rồi, xong Nhi rồi. Nhưng mà có điều là chính vì cái tâm lý đó nên là làm mọi người trông chờ bạn Diễm có một phần thể hiện nó tốt hơn. Thì riêng cái ca khúc này thì ngay từ đầu thì nó đã thuộc về cái sở trường của bạn Nam nhiều hơn, vì đây là một ca khúc tông Nam. Thì mình thấy là bạn đã làm rất tốt và rất tròn vai cho cái phần trình diễn này, nên là mình đã đặt một phiếu cho bạn. Cảm ơn. Và xin cảm ơn Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Không biết là thủ lĩnh Hoàng Yến. Hoàng Yến, nếu như có lời nào muốn nhắn nhủ với đấu sĩ của mình thì Yến có lời nào không ạ? Thực ra cái phần trình diễn này là cái phần trình diễn rất là ngang tài ngang sức luôn. Mặc dù là tông Nam nhưng mà Băng cũng thể hiện rất là hay và làm cho mình nghe được cái sự phối hợp rất là đã. À, cảm ơn Yến. Còn thủ lĩnh Mâu Thủy à? Khen chị đi em, khen chị. Nói chung là mình hai đấu với nhau nó dễ hơn, loại luôn team này đi cho nó gì đúng không? Thì đó. Em thích em... là chơi tay đôi thôi. Chị em tương tàn từ đây. Con Hải Triều. Dạ. Bạn thấy như thế nào về cái phần thi này ạ? Nếu mà được nước thì em đẩy thuyền luôn. Như vậy là ai cũng muốn đội của Hoàng Yến bị loại hết. Thấy chưa? Chị em không nói rồi. Đây là bất tử. Bất tử. Chết. Đâu quyết tâm coi. Trường Tồn Phùng Vinh. Trường Tồn Phùng Vinh. Giới thiệu Trường Tồn Phùng Vinh. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Xin mời hai bạn. Với sự so tài ngang sức với nhau, bây giờ sẽ là giây phút quyết định giữa Hiểu Băng và Anh Duy. Không biết ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người quay trở về trái đất đây. Hai giọng hát của hai bạn đều ngang ngửa nhau. Một Anh Duy với giọng hát rất là nội lực, cũng như là phần trình diễn rất là sôi động, cũng như là khuấy động tất cả những con người có mặt ở phim trường này. Và một Hiểu Băng. Như vậy Hiểu Băng đi về trái đất. Xin chúc mừng Anh Duy. Xin chúc mừng thủ lĩnh Võ Hoàng Yến. Như vậy là Hoàng Yến vẫn còn ở lại. Đọc lại cái câu nãy giùm đi ạ. 2, 3. Mãi mãi Trường Tồn, mãi mãi Phong Vinh. Hay quá. Ở lại tiếp. Yến ơi, tất cả thành viên còn 1-1. Không biết bạn sẽ chọn ai ạ? Hải Triều hay Mâu Thủy? Không, giờ hỏi thí sinh của mình em thích chọn ai? Chắc em nam thì em nấu với nữ đi. Nam đấu với Thủy nữ đó hả? Mình gặp nhau ngoài. Thủy ơi, coi như là triệt tận gốc luôn. Thôi rồi chị, Thủy. Chị muốn vậy chứ nói đại đi. Đừng có sao thí sinh. Chị muốn đi giúp. Thôi giờ chị em lật mặt. Không hề, chị đang hiền lắm luôn á. Chị Yến, bây giờ thôi chị em lật mặt đi chứ giờ sao giờ. Như vậy là anh Duy sẽ đấu với đội của Mâu Thủy là Thái Ngân. Và đội của Mâu Thủy được chọn bài hát. Không biết bạn sẽ chọn bài hát gì để ưu thế cho đội của mình đây. Thực ra là nãy á, nhạc ồn quá, nhạc remix ồn quá, và em hơi bị đau tim á, cho nên là bây giờ em mới chọn một cái bài nhẹ nhàng đầm thắm lại. Đúng rồi. Dạ, bye bye à. Bye bye. Bye bye à. Cái gì? Trời đất ơi. Âm nhạc có vấn đề hả? Bye bye. Nhỏ này nghe luôn. Tung lên. Bây giờ xin mời hai đấu sĩ Anh Duy và Thái Ngân cùng bước ra sân khấu với ca khúc Bay. Duy ơi, em vừa trình bày ca khúc quá sôi động, bây giờ bài bay nữa, em bay nổi không? Dạ em không biết, em không bay thì em là cũng được. Là bay cái đâu hay cái đó. Còn Thái Ngân, bây giờ mình là thành viên cuối cùng của đội rồi đó. Nãy giờ em dưỡng sức rất là nhiều, bây giờ cái tâm trạng em như thế nào nè? Em cũng nôn nóng, nãy giờ em cũng lo không biết có mình có được hát hay không, tại thấy mấy bạn hát hết rồi em vẫn ngồi đó, mà bây giờ dạ em sung lắm. Em sung lắm. Rồi, nói chung tâm trạng của hai bạn đang rất là phấn khởi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Bay. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Bye.
rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rằng người bay lên cao. Chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say đêm nay mong manh tình vỡ tan. Quá xa là thênh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ánh xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Hương muôn đỏ chờ dần từ trong chiếm bao. Bay lên trên mọi người rồi. Đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say đêm nay mong manh tình vỡ tan. Thoát ra là thênh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Người quên đi bao nhiêu vấn đề, vui lên nữa gì? Yeah. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên thu muôn màu. Ước muôn đảo tràn dần từ trong tim ta. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng. Chị Thái Ngân và anh Duy rất nhiều ạ. Không biết bây giờ hai bạn như thế nào khi mà trải qua một bài hát mà tao nói ai cũng gọi là háo hức theo các bạn hết. Cho Duy nghỉ thở đi, em nói trước cho. Em nói trước đi ạ. Em cũng còn sung lắm, nhưng mà thật sự là em chia sẻ luôn, đây là cái thể loại mà lần đầu tiên em hát luôn. Dạ thường thì đầm thắm và dạ, dịu dàng đâu đó dạ. À là sở trường của em là bolero. Dạ. Em làm câu bolero cho anh được không ạ? Đây đất lỡ mình sụp hầm là không có cơ hội nào mà để biểu dạ, diễn. Dạ đúng luôn. Rồi, em phải thể hiện chứ dạ, anh. Dạ rồi. Dạ. Dạ em xin làm một đoạn bolero. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Ôi ơi! Dạ mất rồi. Ngọt như mấy lùi luôn á. Còn Duy, bài ba có phải sở trường của em hay không? Dạ không. Sở trường của em là dòng nhạc gì? Dạ em là bóp ballad và em cũng hát bolero cũng được. Làm một câu bolero nhặt chém lại liền em. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa
phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ai, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Trời ơi, hát gì nuốt nguyên cái đĩa vậy em, đúng là trời hay luôn á. Ê, bây giờ là khó cho ban giám khảo nha. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà, xin mời. Tiến Nguyễn xin phép được đưa ra lời nhận xét của mình như sau. Thì như giám khảo Lê Phương có nói ấy, khi mà đấu sĩ chọn một bài hát thì bạn phải thể hiện được cái sự vượt trội của mình, tại vì đó là lợi thế của bạn. Thì đương nhiên là đối với một bài tiết tấu sôi động như này thì các bạn đã theo dõi vòng trước thì thấy là anh Duy rất là tự tin, rất là phù hợp. Cho nên là đối với riêng bài này thì mình thiên về anh Duy khá là nhiều. Và đặc biệt là những cái sự phiêu linh cũng như nốt treo cuối của Duy thì khiến mình khá bất ngờ. À, còn sau khi nghe bạn Thái Ngân hát bolero thì mình nghĩ nếu mà Ngân chọn cái thể loại bolero thì có lẽ là chưa biết trước được như thế nào. Nhưng nói chung là cảm ơn hai các bạn, là bài hát rất hay. Thủ lĩnh Hoàng Yến ơi. Hả? Tính ra là bài này cũng không phải là sở trường của đấu sĩ mình. Bây giờ chị đang lo lắng không? Nãy giờ bận nhảy theo, hát theo á, feeling theo. Đối với cái dòng này vẫn còn câu cũ hay không? Tôi tin thí sinh của tôi là một con rồng bất tử. Còn Mâu Thủy. Dạ. Với trận cuối này thì bạn có tự tin vào chiến binh của mình không? Thật sự chiến binh em rất là mạnh nha. Bolero là chơi tuốt nhưng mà bây giờ là qua là hát nhạc này. Cho nên là chị thấy là em chỗ nào em cũng giỏi hết á. Tự tin lên. Còn Hải Triều? Em thấy ai thắng ai thua gì cũng được, cũng vô thách chiến đội em. Nhưng mà Hải Triều đừng lo, bởi vì đội bạn còn một đấu sĩ quá là mạnh đi, thấy không? Thôi bây giờ chúng ta hãy để cho hố đen vũ trụ để quyết định phần thắng thua này các bạn nha. Xin mời hai bạn. Như vậy là hai đấu sĩ Anh Duy và Thái Ngân đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Và bây giờ sẽ là kết quả của hai đấu sĩ để xem ai ở lại và ai sẽ là người ra đi. Xin mời. Thủ lĩnh Mâu Thủy, Liêu Liêu Hoàng Yến. Ủa hồi nãy chị nói gì vậy? Yến buồn vậy? Mãi mãi gì? Chiêu chiêu chiêu. Mãi mãi trường tồn. Mãi mãi trường tồn. Mãi 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 phồn vinh. Đúng rồi, sao vậy? Sớm mặt cái tường vậy? Đây là một con cờ mạnh nhất. Tôi đây tôi hát luôn. Hát luôn. Ca khúc gì? Muốn chơi bài gì? Chó lên bao. Trời ơi, ghê thiệt. Khó nha. Khó nha. Thôi bây giờ mình thua rồi, mình ở lại đi, mình không có quyền để nói nữa ha. Vậy bây giờ sẽ là Mâu Thủy. Còn lựa chọn cuối cùng là Tăng Phúc. Tăng Phúc thì dĩ nhiên là bên đội Hải Triều sẽ chọn bài hát rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Hải Triều ơi, không biết bà sẽ chọn bài gì đây ạ? Hương tóc mạ non ạ. Trời ơi, Hương Giang tóc mạ non ạ. Tại sao lại chọn bài này? Tăng Phúc có nhiều bài hot lắm, mà tại sao lại chọn bài mà... Bài hot của Tăng Phúc bây giờ bao nhiêu người nghe rồi, đúng không? Hôm nay tạo cái hit cho Tăng Phúc, hát dân ca luôn, mời Tăng Phúc. Trời ơi, đừng có méo quá vậy. Bây giờ Triều có thấy là Tăng Phúc đứng không nổi luôn á. Ê, nếu mà bolero là lợi thế bên Thái Ngân nha. Lắm. Đừng nghi đưa ra một bài không phải sở trường mà hát ok hơn được giám khảo cưng nha. Chiêu Tăng Phúc bây giờ chưa bao giờ hát bolero thì hãy xem cái người chưa bao giờ hát bolero cảm nhận bolero hát như thế nào. Và bây giờ sẽ là phần đấu của Tăng Phúc và Thái Ngân với ca khúc Hương tóc mạ non. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Đi Sài Gòn hay sao mà không về thăm tôi vậy? Anh bận đi hát đó em. Nghe em hát câu dân ca sao ngược mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào ngào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai. Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại gì cầu tre lá
đã bước qua sông, đang mùa lút rô đông đông. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm thuyền mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngắn cánh sông chứ đâu cách lần. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Tháng sau đám cưới của tôi rồi đó, rảnh về ăn đám cưới tôi nghe. Cưới ai vậy? Với anh Hải Triều á. Hết người cưới rồi hả trời? Cưới rồi. Lòng chợt buồn mang mây, giấc xưa tan theo giấc mộng. Giấc người đã bước qua sông, đang mùa lút rô đông đông. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ tấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngang cánh sông chứ đâu cánh lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng, tình mình dù ngang cánh sông chứ đâu cánh lòng. Mỗi lần nhớ Tăng Phúc cũng như là Thái Ngân với ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Duy Đỉnh xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong một ca khúc của mình. Cái phần trình diễn của hai bạn nó rất là ngọt ngào, và ngay cái phần diễn của các bạn nó rất là đáng yêu luôn. Và thật sự là em không nghĩ làm sao mà có thể Phúc hát cao được như vậy. Mà những cái đoạn cao của em á, cái phần giọng pha của em nó cũng rất là bay, rất là mượt luôn. Anh thật là bất ngờ về em khi mà em thì nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ, bây giờ là anh phát hiện là em có thể hát được dân ca ngọt như vậy. Chúc mừng em. Riêng em á, Thái Ngân có một cái nét rất là đầm thắm. Chúc mừng em. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Phúc ơi, lỡ Phúc lát nữa lên đó mà em mà sập xuống hầm á là tụi anh tiếc lắm luôn á. Coi đâu anh rớt xuống thì mình cũng về quê hương mình thôi. Nãy giờ nhìn thấy cỏ lúa, cây dừa, cây chuối rồi em cũng nhớ trái đất lắm. Nếu mà mình thắng thì mình lấy tiền mình mua phi thuyền mình về, còn thì mình rớt xuống thì mình chơi tự do về trái đất thôi. Phúc sao ơi, lỡ như lát rớt á, bây giờ em có thể tặng cho anh cũng như tất cả mọi người cái bài hát mà đang hit đúng không em? Đúng rồi, vậy. Còn lát mà rớt thì tôi tiếc lắm luôn á. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bạc đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Hay quá. Còn mãn nguyện rồi. Mà tôi tức Hải Triều ghê luôn á. Đã chọn bài hát cho chiến binh của mình mà chọn cái bài mà không đúng sở trường. Tại sao vậy Hải Triều? Cái này chơi chiêu này hơi nguy hiểm à. Mà hát được không mọi người? Mà còn lấy người yêu của người ta nữa. Mau Thủy cười hả hê quá. Vừa mới nghe chọn bài Bolero là em mừng liền, mở cờ trong bụng liền. Nhưng mà bây giờ hiện tại đèn á, là đang ưu ái bên Tăng Phúc nhiều hơn nha. Chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ xin mời Thái Ngân và Tăng Phúc, chúng ta cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem kết quả ngày hôm nay. Xin mời.
Và đây là giây phút quyết định với lượt thi đấu cuối cùng giữa Tăng Phúc và Thái Ngân. Tăng Phúc ơi, lần thứ mấy em đứng trên này rồi? Không nhớ nữa mà em rớt lần rồi đó. Cái cảm xúc bây giờ có giống như cái lần trước mà em rớt hay không? Như cái này cao hơn lần trước em đứng. Hơi sợ hơn chút xíu. Hơi sợ hơn chút xíu. Còn Thái Ngân, bây giờ là lần thứ hai em đứng trên đây rồi đó. Em cảm giác làm sao? Dạ thì cũng giống như anh Lâm nói đó, không biết có sống được không chứ em cũng... Em cũng hồi hộp đau tim đau quá. Đau tim quá. Nhưng mà luật chương trình bắt buộc một bạn phải rơi xuống trái đất. Và bây giờ sẽ là phút giây để xem ai sẽ là người ở lại. Xin mời. Trải qua những trận đấu là cam go cũng như là cái tên về nhất và đội về nhất ngày hôm nay đó chính là đội của Hải Triều, Tăng Phúc, Thảo Nhi và Inno. Xin chúc mừng các bạn. Và phần thưởng các bạn đem về là 15 triệu đồng. Một lần nữa trào tay xin chúc mừng đội về nhất. Yeah. Không biết là bây giờ cảm giác của Hải Triều đang như thế nào ạ? Em rất là háo hức để chia số tiền này. 15 triệu đồng sẽ chia như thế nào ạ? Chia cho em là 10 triệu. Không, nãy giờ mình không làm gì. Ôi trời, còn làm hại đồng đội mình không? Rồi, mình đẩy gà ra đá, đá sai gà chết liền. Bây giờ Thảo Nhi mà đẩy Hương Tóc Mạ Non chết ngắt chưa? Đó. Em hát cho Hải Triều nể em liền. Nghe em hát câu dân ca sao ngọt ngào. Đúng rồi. Đó đủ rồi. Thấy chưa? Em lạng vậy. Thấy, hả? Gọi đúng là rồi. Cái chức trách của đội trưởng khi lấy 10 triệu được chưa? Không, chiến lược của em rất đúng. Xuất sắc. Còn chị Hoàng Yến, hình như là nãy là mình hết đấu sĩ sớm nhất đúng không ạ? À, lúc đó mình cảm giác như sao ạ? Không sao, sân khấu là của chị vẫn là vedette của sân khấu em ạ. Chị vẫn là vedette của sân khấu. Chị vẫn là vedette của sân khấu em ạ. Mãi mãi gì? Mãi mãi trường tồn, mãi mãi tồn vinh. Không, nói chuyện đàng hoàng chứ là mặc dù là mình hết thí sinh hơn. Mình về ba. Không, mình nói là hết thí sinh sớm nhất đi. Mình hết thí sinh sớm nhất nhưng mà tất cả thí sinh của Hoàng Yến thì Yến thấy là ai cũng hát hay và có những cái giọng ca xuất sắc và tuyệt vời. Và Á Quân, thủ lĩnh Mâu Thủy ạ. Bây giờ đội mình được là Á Quân mà trong khi cái này là bài sở trường luôn đó. Mình có tiếc lắm không? Nhưng mà dù sao á là cái phần thi cuối cùng á là Thái Ngân nó làm rất là tốt rồi và Thủy cảm thấy là đội mình là hôm nay rất là ổn định. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ đã tham gia chương trình đấu trường âm nhạc ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ca sĩ thần tượng 2021 chào đón sự xuất hiện của bộ ba quyền lực nghệ sĩ Trấn Thành, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Minh Tuyết với sự trở lại đầy quyền lực. Hôm nay ông bà hội đồng dẫn theo ba đi đâu đấy ạ? Bảy, đây mới là ông bà hội đồng, tôi là cậu cả. Tất cả mọi người đều đã lầm rồi, tôi là thầy giáo mưa. Thôi thầy phổ thơ luôn cho vào các học sinh người ta nghe đi. Thơ hôm nay chưa kịp làm. Ô mê lý đời sống với cây đàn. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Hay kinh khủng. Trời ơi, hai người đầu tiên hát là tự nhiên bồi hồi dễ sợ luôn á. Tạo nên cái sự cộng hưởng rất là ghê gớm. Chưa bao giờ có trong lịch sử của ca sĩ thần tượng. Tuyệt vời. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với sân khấu ca sĩ thần tượng 2021. Xin chào, Minh Xu, xin hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình ca sĩ thần tượng mùa thứ tư năm 2021.
Quý vị thân mến, chương trình Ca sĩ thần tượng do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện vào khung giờ vô cùng quen thuộc, đó chính là 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và chúng tôi sẽ phát sóng lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đây là một game show vô cùng ấn tượng và hấp dẫn dành cho tất cả quý vị khán giả xem truyền hình, và bản thân Minh Dù cũng là một khán giả trung thành của chương trình này. Năm nay rất vui khi được quay trở lại với vai trò làm MC của chương trình, và hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho Ca sĩ thần tượng mùa thứ tư. Đêm nay sẽ là vòng thần tượng. Vòng thần tượng của chúng tôi sẽ có 3 vòng thi nhỏ. Vòng thi đấu thứ nhất với tên gọi Lộ Diện, 4 bạn thí sinh sẽ có cơ hội kết đôi cùng với nhau. Họ sẽ hát những bài hát liên khúc, những bản mashup cực kỳ ấn tượng. Vòng thứ hai đó chính là vòng Hòa Thanh. Chúng ta sẽ có 2 cặp song ca trên sân khấu, họ sẽ cùng với nhau trình diễn song kiếm hợp bích. Và vòng cuối cùng với tên gọi Biến Hóa, họ sẽ có cơ hội được trình diễn những bản solo của bản thân mình. Và chắc chắn với giọng ca, với phong cách trình diễn, với tinh thần trên sân khấu sẽ thuyết phục được ban giám khảo. Đây chính là thành phần sẽ giúp cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội chắp cánh đến với ngôi vị quán quân trong tương lai. Và đêm nay, ban giám khảo của chúng tôi đầu tiên sẽ được giới thiệu. Giám khảo phải nói tràn đầy năng lượng, luôn luôn thị phạm giúp cho tất cả những bạn thí sinh của chúng tôi, cho nên soi rất là kỹ. Một tràng pháo tay cho giám khảo nghệ sĩ Trấn Thanh. Và người thứ hai xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị là giám khảo nội tâm. Anh ấy luôn luôn mang lại những bài thơ ngẫu hứng trên sân khấu của ca sĩ thần được. Một tràng pháo tay để chào đón giám khảo Hoàng Nhật Nam. Hello anh. Quý vị thân mến, đây là hai giám khảo rất là quen thuộc của chương trình Ca sĩ thần tượng rồi. Và cứ mỗi mùa chúng tôi mang lại nhiều điều hấp dẫn hơn với những chiếc ghế nóng này. Ghế cuối cùng của chương trình này sẽ là một cô gái vô cùng quyến rũ. Cô ấy cũng là một trong những nhân vật thần tượng để tất cả các bạn thí sinh của chúng tôi lựa chọn hóa thân. Và hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu chào đón ca sĩ Minh Tuyết. Wow, rất vui khi được chào đón ban giám khảo của mùa thứ tư năm nay. Chắc là đầu tiên Minh Sù phải hỏi giám khảo Trấn Thành trước đi. Anh đã có cơ hội được trải nghiệm qua những mùa trước. Mùa này anh đang trông đợi điều gì đến từ các thí sinh, đặc biệt là sân khấu của ca sĩ thần tượng ạ? Xin chào anh Nam, chào Tuyết. Mình chào lẫn nhau đi. Chào quý vị. Ta lại được gặp nhau rồi, thưa quý vị, 4 mùa rồi. Vâng, và may mắn quá tôi vẫn được mời. Cảm ơn câu hỏi của Minh Sù. Với ca sĩ thần tượng, chờ đợi điều gì ngoài chờ đợi sự duyên dáng của MC? Duyên dáng của MC. Dạ, vâng. Trời ơi, nói em lo quá luôn quý vị. Anh bầm em bình tĩnh thôi. Tôi là người luôn luôn sống với mục tiêu là hướng đến cái đẹp và sống nhân văn. Vâng, cho nên là tôi sẽ rất là thẳng tay với MC. Anh ơi, ác quá. Anh quay qua bên kia, chị Tuyết hôm nay lộng lẫy quá. Comment tí xíu. Tuyết thì quý vị là người sống sâu sắc và không thích vô trương, cho nên là Tuyết mặc đồ cũng nền nã thôi. Nhu mì lắm. Nhu mì vâng. Và gọn. Dạ, đôi giày tôi sao thì cái váy Tuyết vậy. Trời ơi, nấu ra mới phát hiện. Dạ, chúng tôi đều là những người sống rất là nền nã. Nền nã. Bởi vậy, anh Nam, em phải về với anh thôi. Thật sự ra hôm nay là hai anh em chúng tôi là đã nền nã đúng nghĩa. Không có cái gì chiếu cả. Bao mùa ca sĩ thần tượng đã qua thì tôi vẫn giữ cho mình một cái bản sắc truyền thống, đó là một cái người sống nội tâm. Vâng. Và cũng không có muốn cà khịa ai hay là làm cho ai buồn phiền hết. Tuyết thế nào năm nay khác không? Thấy có vẻ là tôi trẻ hơn. Đầu tiên á, là cái look này là Korean look, Mỹ Nam Hàn Quốc nha. Hay quá, xuất sắc. Em đã lỡ giới thiệu anh Nam là giám khảo coi như là ông hoàng thơ ca rồi, thì bây giờ anh có một cái câu thơ nào xuất khẩu thành thơ ngay trên sân khấu bây giờ luôn được không anh? Hay quá. Trong không khí vẫn là những ngày đầu năm thì có một vài câu thơ như sau, thì đề nghị đạo diễn hình á là nói tới ai thì là mình sẽ ghi cận mặt người đó và người đó cũng sẽ có biểu cảm để mà đón nhận câu thơ đó. Dạ, và, vâng. Và đề nghị thêm là có một cái máy quay đặc tả đôi môi của anh Nam lúc mà đọc thơ. Dực, tại vì sẽ có những cái đoạn là môi chúm, môi
bành rưng rưng nữa. Bọn em sẽ đứng thẳng người nhìn về phía trước để lắng nghe bài thơ của anh. Vâng, xin mời anh ạ. Đầu năm hội ngộ người thương, gặp cô Minh Tuyết sắc hương hoa đời. Hay quá. Trấn Thành xanh thắm người ơi. Oh my trời god. Ơi xuất sắc. Minh Xù dáng vẻ buông lơi bao tình. Wow. Còn tôi cứ mãi lặng thinh, nội tâm trai đẹp cứ bình thường mà vui. Trời ơi. Anh Thành đối thơ liền. Thơ kia đã đối xong rồi. Ta bánh cùng về chỗ. Về chỗ mà ngồi. Người ơi, ghế kìa. Dạ, xin mời ban giám khảo về vị trí của mình. Quý vị thân mến, ban giám khảo đã về vị trí của mình rồi. Và hồi nãy giờ thì giám khảo nam đã chia sẻ rất là nhiều. Còn giám khảo nữ ngày hôm nay là chị Minh Tuyết. Chị ơi, quay trở lại với mùa thứ tư năm nay thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Lần này Minh Tuyết rất là hân hạnh khi được mời trở lại mùa 4 ca sĩ thần tượng. Có được hai người mà Minh Tuyết luôn luôn yêu thích, đó là Trấn Thành. Và người luôn luôn làm thơ tặng Minh Tuyết, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam đó. Thế bây giờ năm nay mùa thứ tư rồi, chị nghĩ là mình sẽ theo phe ai ạ? Chắc chúng tôi sẽ thương yêu nhau quá. Thật ra là MC phải hiểu như thế này. Chúng tôi là một thường đội. Là chúng tôi là một phe và MC là một phe. Cho nên đừng có hỏi những câu mà người ta không thể trả lời được. Vâng, em xin lỗi ạ. Thường thường Tuyết ít khi nào thấy ai bận áo len mà mang ủng lắm nha. Thường quay nóng như vậy, rất ít ai chọn chất liệu len làm chủ đạo. Đúng rồi. Anh Nam, anh Minh, em ủng gái là anh Nam. Phải có tuyết rơi, đúng không? Em cũng nghĩ là chương trình năm nay nó trẻ trung hơn, anh hiểu không? Cho nên là em cũng mặc đồ theo cái độ tuổi là 18 cho tới 22 tuổi. Cho nên em chọn cái áo này, anh thấy phù hợp không ạ? Anh thấy cũng phù hợp giữa mùa Covid. Đeo cái khẩu trang nữa là tuyệt vời. Quý vị thân mến, đó chính là những động viên tinh thần dành cho tất cả các bạn thí sinh bằng cách trù nhập MC hết mức. Vâng, và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với vòng thi đấu thứ nhất của chương trình mang tên gọi Lộ Diện. Xin mời. Một cuộc tình vừa qua, kèm theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cớ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Giống như không? Dù cuộc tình mồ côi, đành nghe lòng xót xa thôi. Một ai đó đam nữa buồn lòng tôi. Trái chi người ta đã bỏ thật chắc rồi gì? Trái chi một người đã ở nơi rất xa. Và tìm em ơi, mỗi khi nhìn thấy anh, em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình. Em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần, mong rằng tình yêu ta không phôi pha ngày sau. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui. Em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần, mong rằng anh không quên em với câu hứa hôm nào. Làm tròn lấy chuyện tâm hồn anh, buông tay em, anh đã ra đi vội vàng. Đành phải học cách bớt đi, không anh bên cạnh. Học một mình em đi khi anh đã không cần. Có lẽ qua thời gian em sẽ quen được anh, nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lại. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em, một lần nữa chúng ta
cho nhau giấc mơ em đem ban đầu. Ngày ngày lại dành cho em, hãy đưa vào vai anh xem. Nhẹ nhàng những yêu thương bên em, nhức đây không còn mong mây. Chiều xa một bờ vai em, chờ che ngày ngày đêm đêm. Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm. Một lần lại được yêu em, hãy đưa vào vai anh xem. Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đường ai nấy về. Biết chứ thì đã không quên không yêu rồi, để hôm nay buồn cái cây gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai. Lần sau anh quên hết những tháng ngày đã qua, bỗng dưng em hiền thương tha giữa muôn sắc hồng hoa. Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa, câu tình yêu khi xưa anh nghĩ sao thật xa. Nhìn chung anh xa cách có ai còn nhớ nhau, chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Trời ơi, tôi thấy là ngồi phía dưới ban giám khảo vỗ tay rồi ngạc nhiên từ cái nhân vật này sang cái nhân vật kia. Thế không biết là các anh chị có đoán ra được họ hóa thân thành ai không ạ? À? Chị Tuyết, mời chị đi. Chị đoán cô gái này hóa thân thành ai ạ? À? À, Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu, chính xác không em? Chính xác. Còn bên đây ạ? Ưng Hoàng Phúc. Không thể khác được đúng không ạ? Không thể khác được. Và bên đây? À, Khánh Phương. Khánh Phương. Và cuối cùng ạ? Quang Vinh. Chính xác, một tràng hô tay cho chị Tuyết. Vâng, không biết anh Trấn Thành, anh ấn tượng nhất đến với bạn nào ở trong bốn bạn trên đây ạ? Nếu như mà giám khảo Minh Tuyết mà đã đoán đúng các bạn thì rõ ràng đó là một thành công của các bạn rồi. Hát mà giám khảo đoán một cái là đúng ngay. Cái thuận lợi đầu tiên của các bạn là cái voice của các bạn nó đã giống cái ca sĩ mà các bạn chọn rồi. Như vậy có nghĩa là mình đã hóa thân thành công. Trước tiên là vậy. Trong đây nổi trội nhất thì chắc chắn ai cũng có thể thấy được, đó là anh Ưng Hoàng Phúc nha. Đó là cái voice của anh là hầu như giống Phúc là 90% rồi. Nhưng mà cái anh Ưng Hoàng Phúc này anh có một cái biệt tài, đó là cái tài đếm nhịp á. Trong bóng đêm mà tôi có thể thấy cái tay anh đếm nhịp, anh lo là anh hát trật. Và đúng như những gì anh lo, anh đã trật. Ông lo ông đứng ông búng, cái tới phiên ta hát là ta hát chuyện ta thôi, ông bên này ông vẫn búng. Hay quá. Ông búng một hồi, ông quên cái ý giật mình tới tôi rồi. Ông ca và ông đã trật hết chút xíu nhịp. Chứ không sao, mở màn như vậy không sao. Voi của Quang Vinh rất giống Quang Vinh, nghe là biết ngay luôn. Lương Bích Hữu cũng giống luôn. Khánh Phương giống nhưng mà hơi over một chút xíu. Tiết chế lại, hát cho tinh tế hơn, sẽ giống hơn. Và cũng rất là vui khi đây là cái show đầu tiên mà có cái sự comeback rất là hồ hởi. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh. Còn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Mùa trước thì chúng ta cũng có rất nhiều những tài năng hóa thân thành thần tượng Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương. Năm nay thì lại có Lương Bích Hữu và Quang Vinh, cũng là hai màu khá mới. Khi mà lần đầu tiên xuất hiện trong ca sĩ thần tượng thì anh nghĩ đó là những cái màu cũng khá là thú vị. Và anh nghĩ là màn chào sân cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho ban giám khảo chúng tôi cũng như là các khán giả, bởi vì là các bạn cũng đã đem đến những cái chữ ký riêng của thần tượng của mình và có thể dễ dàng nhận ra bạn là ai, thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Cảm ơn anh. Em thì rất là tò mò, thế không biết là các bạn là ai, các bạn tên gì, đến từ đâu và đặc biệt là các bạn làm ngành nghề gì mà đến với sân khấu này để hóa thân thành nghệ sĩ thần tượng của mình. Mời em gái trước đi. Dạ, em là Phương Nga, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ. Em làm spa. À, thế thì sao mà mạo muội đến với chương trình này? Vì mê chương trình những mùa trước hay là sao? Dạ, tại vì em thích chương trình mùa trước. Với lại bị xúi nữa. Ai xúi em? Là anh Ưng Hoàng Phúc mùa trước á. Là gần nhà em. Nói em mê Bích Hữu quá, thôi em đi thi đi. Nếu mà hên thì mình đậu cũng không sao, rớt cũng không sao, cũng được gặp anh Trấn Thành. Fan anh Thành kìa, chạy xuống ôm anh Thành cái lấy hên. Trời ơi, đó.
Thành là hàng xóm của cái ông mà ông Vĩnh Phúc á. Mà tại sao trời xuôi đất khiến gì mà trên trái đất này lại để mà Lương Minh Hữu ở gần Ngân Hoàng Phúc vậy đó. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, chúc em thành công nha. Trời ơi, đâu mà tự nhiên bà Hữu ở gần ông Phúc hay thiệt chứ. Bà Hữu ba ôm rồi để đánh cho bà rớt đi. Dặn nhẹ rồi đó, chết thiệt. Tôi nói nha, thí sinh làm ơn đừng có tỏ ra thân mật quá, giám khảo mất công tôi đưa vô vòng trong lại nói là tôi phe phái cánh. Dạ, rồi dạ. Thì tôi nói trước thôi chứ tôi có nói gì đâu nè. Tôi lo quá. Rồi tiếp tục đi ạ, bạn giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào ba vị ban giám khảo, xin được chào MC Misu. Em tên là Nhật Quân, em sinh sống và làm việc tại Bình Phước ạ. Và công việc của em là nhân viên văn phòng. Và em đến từ Thanh Hóa. Và thế là mình có cái khả năng hóa thân thành ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là từ khi nào anh? Cái đây khoảng 18 năm trước thì đam mê biết anh Phúc. Thì em biết đến nhiều cái chương trình để hóa thân thành thần tượng. Trong máu mình có cái thần tượng của mình rồi. Thì mình chỉ một chút nào đó nữa thôi nó sẽ giống đậm hơn. Thì ngày hôm nay cũng được đứng sân khấu đây ạ. Dạ, dễ thương, nói giọng khác hẳn luôn á mà hát cái khác hẳn. Cảm ơn anh. Còn chàng trai Khánh Phương, hôm nay tôi có đồng minh rồi, mặc đồ nóng như nhau. Mời em. Dạ, em tên là Tuấn Anh ạ, em đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nghề lái xe, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thế hôm nay bỏ lái xe đến với chương trình thi luôn? Dạ đúng rồi. Trời ơi, mày... mất một ngày làm nhiêu tiền đến đây thi, mất tiền quá. Không quan trọng anh. Không quan trọng. Quan trọng là gì? Quan trọng là thần thái. Hay quá. Quan trọng là thần thái. Rồi, con người cuối cùng, chàng trai hóa thân thành Quang Vinh rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào, xin mời. Dạ, chào anh Minh Sù ạ. Em chào, kính chào ba vị ban giám khảo ạ. Em tên là Quốc Anh, hiện tại là em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em là nhân viên văn phòng cho nhân viên trang sức phong thủy ạ. Ồ, trang sức phong thủy hả? Người quen hả? Dạ, người quen. Ừ, vậy đánh rớt. Trời. Quen rớt chứ mắc công vô, người ta nói mình phe phái nữa. Thành ơi, anh nghĩ là chắc không nên loại Quốc Anh đâu. Bởi vì là Quốc Anh ơi, vài bữa anh sang mua trang sức phong thủy thì em nhớ giảm giá đặc biệt cho anh nha. À, trang sức phong thủy giảm giá đặc biệt nha. Cho chị có một cái lời khen với lại bốn em là hình như là bốn em chưa có ai mà đi hát ở bên ngoài hết phải không ạ? Dạ chưa. Dạ chị. Chưa luôn á hả? Dạ chưa. Mà dám đăng ký đi lên thi như thế này, đứng trên một cái sân khấu lớn, khán giả này nọ mà không có sợ mà vẫn còn hát đúng nhịp như vậy là phải dành cho các em một tràng pháo tay thật lớn. Một tràng pháo tay cho bốn thí sinh đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ tỏa sáng ở vòng 2 nha. Cảm ơn các bạn. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là vòng thi đấu với tên gọi Hòa Thanh. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ hát song ca cùng với nhau. Và ngay bây giờ, hãy cùng chờ đợi sự quay trở lại sân khấu với phần hóa thân thành Ưng Hoàng Phúc và ca sĩ Lương Bích Hữu với phần trình bày của Phương Nga cùng với Nhật Quân. Và để xem có điều gì bất ngờ trong ca khúc Anh Không Muốn Bất Công Với Em. Xin mời. Điều em không muốn nơi cũng đã đến, vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Ngày xưa anh nói với bao người con gánh rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó, mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sao. Thật không muốn đâu em ơi, về tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu chọn lựa với ai khi anh đã chọn lựa rồi. Tình chia đôi chẳng ai là không số. Lòng em đau thì anh cũng không
được vui sướng đến chấp nhận. Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì, vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai, khi anh đã chọn lựa rồi. Tình đã hết trước sau gì anh cũng bước, thôi thì cứ sang ngàn đời ai nấy giữ. Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chẳng anh chia tay, tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì, vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai, khi anh đã chọn lựa rồi. Hay quá. Khi anh không yêu anh không thể nói anh đây rất yêu em. Và đó là Nhật Quân và Phương Nga. Trời ơi, Xù ơi. Dạ. Chết rồi. Chết rồi. Ưng Hoàng Phúc đã đúng tim Minh Tuyết. Yeah. Cái miệng cũng chấm chấm nè, giống Ưng Hoàng Phúc nha. Sao chị mê anh Phúc tới cỡ nào rồi? Trẻo quá. Chị trẻo rồi. Minh Tuyết là đứng ngồi không yên, quéo cái giò lỡ, quéo cái giò lỡ. Đã nghe nó phê. Anh Hoàng Phúc anh có cái mấy cái đoạn mà ngân mà ngân uống nước lọc á. Vô cái đoạn vô á. Có mấy cái đoạn đó knock out đã lắm nha. Cứ mỗi lần mà đã chia tay uống nước lọc cái là phải vỗ tay. Tại vì nó ngân giống quá, giống quá giống. Cái ông này cũng đáng yêu quá. Cái body của anh đó là cái sự tổng hợp của body của Hoàng Việt Nam và Minh Tuyết cộng lại. Giày là mang quang. Giày style Hoàng Việt Nam nhưng nói người ta cũng phải nhìn lại mình đó. Nhìn lại mình đó. Không, cũng chưa tới nỗi. Cũng được, cũng được. Trời ơi. Đừng hóp bụng nha. Đừng có hóp bụng nha. Đâu có hóp đâu, tại sáng giờ chưa ăn sáng. Dạ. Mà không dám ăn chứ không phải là chưa ăn sáng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vậy nè. Là bạn á mê cái chuyện mình làm. Cưng lắm. Yêu từng giây phút lên sân khấu. Ông hát mà ông mê. Tôi nói thiệt, kiểu hát mà nói ông bà Việt Nam ông nói là thôi hát xong không đánh lương. Kệ anh, lương là gì, em hát là vui rồi. Kiểu vậy đó. Bây giờ tôi thích mấy người vậy lắm. Đó là bạn Nhật Quân. Về hữu là bạn Phương Nga. Thì bài này bạn hát yếu hơn bài hồi nãy. Bạn có vài cái điểm accent giống hữu. Vô tình trời sinh cái bạn giọng bạn giống giống. Nhưng mà bạn là hiện nay đang hát và chưa nghiên cứu. Cho nên á, chỗ được chỗ không. Lương Minh Hữu, bạn phải hiểu là khi hát cái bài này là đang trong giai đoạn lúc là còn trong nhóm HAT là giai đoạn tuổi teen. Cho nên Lương Bích Hữu có một cái đặc trưng trong giọng hát, đó là cái giọng giống như em bé, mỏng nhẹ thanh và điệu phải có chút xíu điệu chứ. Thật không muốn đợi anh ơi, cái kiểu vậy đó, chứ nó không có trưởng thành như bây giờ.
thì bạn phải để ý mấy cái đó, chứ không thôi thì uổng lắm. Anh Nam thấy sao anh Nam về Hữu và Phúc ngày hôm nay? Về Nhật Quân là anh cũng có cái cảm nhận giống mọi người, đó là rất là một cái cảm giác rất là thoải mái để mà tận hưởng cái tiết mục. Và thấy em, những cái biểu cảm của em trên sân khấu cũng như là em đắm chìm trong bài hát cùng với bạn diễn của mình, nó rất là hồn nhiên, đáng yêu. Và anh nghĩ là cái dòng chảy về cái tình yêu đối với thần tượng đó, nó đã có sẵn trong em rồi, cho nên em không có phải cố gắng nhiều. Em rất là tự tin và tự nhiên nữa. Chính điều đó cộng với ngoại hình của em rồi cái cách em diễn không thực sự chuyên nghiệp nhưng mà lại rất là cuốn hút và có cái gì đó chạm đến mọi người rất nhiều. Ở em có một cái điểm mạnh, đó là cái yếu tố gây cười. Ở đây gây cười không phải là do em làm dở. Thật sự ra cái gây đó. Cười là cái độ chân thành đấy anh. Đó. Em cười nhiều nhất là cái đúng độ rồi. Mà bạn ấy say mê với cái nhiệt tình và chân thành để thể hiện đúng. Thần tượng của mình. Đúng. Mê hát hơn mê hủ mà. Đúng, và có nhiều cái biểu cảm phong phú lắm. Tức là xoay người qua bên này, qua bên kia, dằn vặt, đau khổ hay là hướng tới vật vã trong tình yêu. Có nhiều cái để xem trong cái cách diễn của em lắm. Thì em sẽ cố gắng phát huy cái điều này hơn nữa. Về Phương Nga hóa thân Lương Bích Hữu thì anh cũng đồng quan điểm, đó là em cần phải làm sao đó những tiết mục sau á, đơn cao mình thể hiện cái giọng cao mình nó có một cái độ sắc hơn và mỏng thanh nhẹ hơn thì sẽ ra Hữu nhiều hơn. Anh cũng lưu ý Phương Nga là em có những cái đoạn mình nhún như Lương Bích Hữu cho những cái đoạn đầu, nhưng mà đã vào những cái đoạn mà cao trào trong tình yêu và dằn vặt hay là đau khổ, cái người đối tác của mình á, gọi là bạn diễn của mình đang diễn như vậy thì mình không còn nhún theo âm nhạc nữa, mà lúc đó mình hãy theo cảm xúc nhiều hơn, mình đừng có phải nhún theo nhịp và cảm thấy mình từ đầu đến cuối mình cứ đều đều như vậy. Em cần phải có những cái điểm gọi là mình phân bổ những cái trạng thái khác nhau về mặt diễn xuất trên sân khấu thì nó sẽ làm cho tiết mục của mình thành công hơn. Dạ, cảm ơn anh Nam. Dạ, còn chị Tuyết làm sao hả? Trong lúc mà anh Nam nói chuyện với Nga đó thì Tuyết có nói chuyện với Thành về cái giọng của Lương Bích Hữu. Thành có nói là cái giọng của Lương Bích Hữu ấy nó nhỏ nhẹ chúm chím. Thực sự Thành nói là nó có nét giống giọng của chị. Lúc chị mới vào nghề đó thì chị cũng hát rất là chúm chím. Đó là mình không mở khẩu hình quá rộng và nó hơi ém lại một tí. Ví dụ là anh ơi anh yêu em, nó ngắt như vậy đó. Thì khi mà em hát là anh nói anh yêu em, cái khẩu hình nó mở to ra thì nó lại không giống. Có nghĩa là em làm cho nó ngắn và gọn lại một chút xíu và em đóng khẩu hình nhiều một tí xíu thì nó sẽ giống Bích Hữu hơn. Còn riêng về Ân Hoàng Phúc ấy, Nhật Quân á, cái điều mà em có là cái sự duyên dáng trên sân khấu. Và chị nghĩ bất cứ một nam ca sĩ hoặc nữ ca sĩ hoặc nghệ sĩ nào đó khi được khán giả yêu thích và có tên tuổi, họ đều phải có cái sự duyên dáng riêng của họ trên sân khấu. Và nếu em đã có được cái sự duyên dáng của Ân Hoàng Phúc, đó là một cái lợi thế rất lớn của em. Điều thứ hai là em rất nghiên cứu về thần tượng của mình, là những cái động tác của em đều là những động tác em xem và em học từ Ân Hoàng Phúc. Cái câu đó Ân Hoàng Phúc đưa tay như thế nào, đưa lên rồi nhúng người xuống như thế sao, em đều làm rất là giống. Là em có sự đầu tư trong tiết mục của mình, trong thần tượng của mình, đó là sự thành công của em. Chúc mừng ngày hai em trong tiết mục vừa qua. Mà Hữu ơi, tiết mục sao diễn xíu cưng, em hát em nhắm mắt hát không không có tương tác gì trơn. Hữu dễ thương lắm cho xin câu. Em nói chia tay và anh nói cũng quên gì đó kiểu tủ tiên lên coi, hiểu không? Chị nói nè, mấy em đừng có run. Thật sự chị ở ngồi dưới đây, mỗi lần chị coi mấy em giả thần tượng á, chị thấy vui lắm, thiệt luôn á. Chị ngồi chỉ cười hoài à, tại vì chỉ có ai giả bà mới lo thôi. chỉ có Thanh Mộng, mỗi lần Thanh Mộng diễn á là cô Minh Tuyết ở dưới này là quắn quýu thiếu điều muốn núp sau ghế nha. Không, mọi tại người tại vì mắc cỡ, nhưng mà thực sự nha, ai giả mình rất là vui, cho nên á mấy em phải phấn khởi lên. Bởi vì sao? Những thần tượng coi các em giả những người đó, họ coi họ cũng thấy vui nữa, cho nên cứ thoải mái đi. Còn tiết mục cuối cùng nữa, một tràng pháo tay cho Phương Nga và Nhật Quân. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến lần đầu tiên ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Khánh Phương sẽ song ca cùng với nhau trên sân khấu của ca sĩ thần tượng mùa thứ tư năm nay qua phần hóa thân của bạn Tuấn Anh và Quốc Anh. Xin mời! Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng đời biết lãng tình.
gửi em những ngôi sao trên cao, đừng em chỉ cần gió anh, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình cần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức sáng, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên gọi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao dịu kỳ, bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, mà em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ngã bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao về ra chỉ trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, để em chỉ cần gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi ngày mai đêm qua đi, ngày mai lúc em thức sáng, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ để xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Da 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 di da la da. Và đó là Quốc Anh và Tuấn Anh. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Sắc Màu rất là nhiều. Dạ, mời anh Thành. Quang Vinh á, thì bạn được một cái là trời cho bạn cái voice đã giống anh Quang Vinh rồi, cho nên nó rất là thuận lợi cho bạn. Thế nhưng á, bạn không có follow cái cách hát của Vinh nhiều. Có nghĩa là bạn á, lúc nhớ lúc không. Lúc thì bạn hát giống là vì cái voice nó giống, nhưng hát hồi cái bị sung quá là ra bản thân bạn thôi, nó không còn Vinh nữa. Khi mà Quang Vinh hát ra sân khấu nó rất là khoan thai, kiểu không có chuyện gì xảy ra đó. Thì yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho lúc nào cũng là hiền lành, và nó ngắt chữ ra nhiều hơn một chút. Bạn thì lúc nhớ lúc quên, và khi mà ổng thăng hoa quá là ổng thành ổng bị say mê theo, bị trình diễn chút xíu. Vinh không có trình diễn, Vinh rất là nhẹ nhàng, lúc nào ai làm gì làm, Vinh làm chuyện của Vinh thôi. Gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Quang Vinh. Mà hôm nay em thấy Quang Vinh cũng còn nhảy vũ đạo nữa chứ. Vinh thì nhảy cũng nhẹ nhàng, rồi ai vũ đoàn làm gì làm, ổng làm chuyện của ổng. Kiểu gì? Đó là cái mình nên nghiên cứu về thần tượng của mình tí. Khánh Phương á, lần này có vẻ bạn bị e up á. Lần trước Thành nói bạn bị over, tự nhiên lần này bạn không còn cái...
Thành không muốn bạn như vậy, có nghĩa là hãy là cái mà bạn cảm thấy mà mình làm tốt, chứ không phải là vì cái comment của Thành là bây giờ bạn bị gói lại, cái tự nhiên bạn hiền lành luôn. Không anh, vì cái khăn gói bạn lại thôi. Dạ, mở ra cho nó thoáng em. Ừ. Đúng, tháo cái khăn ra mà vẫn còn cái cần cổ nữa. Đã bắt đã hát chiếc khăn vô ấm còn quấn luôn băng cổ cho bởi... mà... Không mà Khánh Phương bận vậy mà. Bạn nhái Khánh Phương, nhưng mà tôi hỏi bạn cái đặc trưng lớn nhất mà Khánh Phương sở hữu là gì, tôi đố bạn. Là năng động. Năng động thì không phải là Khánh Phương. Năng động là tôi nè. Năng động là tôi nè. Cái lãng tử à? Không. Bất cần. Bất nam, cần, tính nam tính, yeah. Và bất cần. Bất cái cần. Chất Khánh Phương rất là bất cần và nam tính. Đó, Khánh Phương là bước ra sân khấu. Ở bên kia bầu trời. Là cái tay là ở bên kia bầu trời. Là cái chân này, ra cái chân này lo hát là cứ mau mau. Ở đây chân ta đây này. Ở bên kia bầu trời. Là lâu lâu là cái chân là cứ phải móc cái gì đó mà là nhúng cái là rất là hip hop. Chính xác, chính xác. Cái thái độ rất là hip hop. Biết ra và chờ hay xa để ta. Dạ, bài hát mới của anh Phương đó. Ý là mình nói vậy đó, đàn ông đó. Cái tay là lúc nào cũng ở bên kia. Là giống như là ê, muốn gì? Hả? Muốn sao? Giờ muốn sao? Ê, muốn gì? Hả? Kiểu vậy. Nó phải là cái dạng đó. Chứ còn bạn hát, chuyện bạn hát, giọng bạn nó không liên quan đến cái thái độ. Thái độ chuyện, giọng chuyện, hai cái nó đối chọi nhau. Cho nên mình thấy nó không có là cái con người đó. Cảm ơn anh Thành. Thiệt sự các bạn nên quan sát cái cá tính luôn, để mà biết đâu được tự nhiên cách trình diễn nó ra luôn cái giọng hát thì sao. Hả? Em mà nhập được cái cá tính nó tự nhiên giọng em thay đổi luôn. Tự đúng nhiên rồi. Giống luôn. Dạ. Không mà phải công nhận là cái giọng Khánh Phương là một cái giọng rất lạ nha. Người đàn ông trong tình yêu kiểu là em yêu tôi không? À. Em yêu tôi không? À. Cái kiểu đó. Thì hát cũng phải như vậy. Không nhưng mà cái ý tôi đang nói về cái chất giọng á. Cái chất giọng Khánh Phương lạ ở cái chỗ là ví dụ như là có Tuấn Hưng đi. Tuấn Hưng nó có lúc trong lúc khàn nha. Còn cái giọng Khánh Phương là nó khàn đều hết. Khàn hầu như là chữ nào nó cũng khàn á. Mà ngắt, ngắt liên tục. Ờ. Ở bên kia bầu trời. Trời. Hát giống như là thầy trời. Không, ý Tuyết đang muốn nói là Tuyết khen bạn khi mà bạn bắt chước được một cái giọng rất lạ như vậy. Khó lắm ấy. Đó không phải là một điều dễ. Cho nên bạn phải tự tin học thêm cái phong cách như Thành nói nữa. Anh còn... Hoàng Nhật Nam mà còn đâu làm được. À, dù anh Nam nhái giọng anh Khánh Phương thử. À, làm sao nhái được. Khó nhưng ba. Mà điều... Khó. Em yêu tôi không? À. Em yêu tôi không? À. Em yêu tôi không? À. Tuyết. Em yêu tôi không? Em yêu tôi không? Say you, say me. Hả? Trời, thấy ghê. Trời ơi. Vậy... Nói vậy bây giờ hả? Cái này đâu phải Khánh Phương. Không có cái giống này Khánh là 10 năm tình cũ Elvis Phương. Anh Thành hỏi chi tiết ra, anh Thành hỏi giống cái kiểu hồi nãy. Thôi cảm ơn. Khánh Phương thì anh Nam làm lại cho nó khác biệt. Không, Khánh Phương thì đó. Phương vậy Tuyết chọn Khánh Phương hay là chọn Elvis Phương? Không chọn ai nữa. Mời anh Nam ạ. Quốc Anh thì anh khen về cái bản lĩnh sân khấu của em á, có nghĩa là trên sân khấu em di chuyển và em nắm bắt mọi thứ rất là tự nhiên, tự tin. Tuy nhiên thì em cũng phải tiết chế, bởi vì là cái sôi nổi của trong em đúng là nó nhiều quá. Chắc chắn bình thường em là một người cũng rất là hóm hỉnh, rất là tươi vui, chứ không phải là một cái người mà thâm trầm hoặc là một cái người nhẹ nhàng hoặc là hoàng tử sơn ca như Quang Vinh. Cho nên là đôi khi mình đang hóa thân, mình phải cân bằng, mình làm nó hiệu quả hơn. Thì đó là về phần của Quốc Anh. Còn về Tuấn Anh thì em ít dạn dĩ hơn. Và nếu như á, khi mà làm việc với biên đạo, mà biên đạo dàn dựng cho mình một cái tiết mục mà em cảm thấy là mình không thể nào mình tập được cái vũ đạo để mà có thể tương xứng với bạn, thì em có quyền nói lên cái quan điểm của mình để mình từ chối. Nếu em có tiến vào sâu hơn thì em lưu ý cái điều này. Và như anh Thành lúc nãy có nêu đó là có một số cái động tác nhảy gì đó thì em có thể tìm hiểu, nhưng cái đó nó cũng thuộc về năng khiếu nữa. Nếu như em không có năng khiếu về vũ đạo thì mình sẽ tìm những cái điều khác, nhưng mà nếu như em có thể tập được thì là một cái điểm cộng lớn hơn đó. Thì mình phải cân nhắc và mình phải là cái người chiến lược và biết mình khả năng của mình đến đâu để mình làm. Em xem các cái mùa trước đó, có nhiều người ở những vòng đầu thì rất là kém dạn dĩ và rất là rụt rè, nhưng mà những vòng sau về tự tập trước gương rồi tập với bạn bè hoặc là với biên đạo thì đã có một cái cuộc lột xác rất là kinh khủng. Nói đâu xa như là Trịnh Vĩnh Phúc hóa thân thành Ưng Hoàng Phúc năm trước.
tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Và anh cũng mong là em cũng có cái sự cố gắng như vậy. Riêng Quốc Anh thì chị muốn nhấn mạnh lần nữa để cho em hiểu rõ ý của anh Nam với anh Thành. Có nghĩa rằng là đúng, Quang Vinh trên sân khấu lúc nào cũng nở nụ cười rất là tươi, rất là thân thiện, nhưng mà điềm tĩnh. Còn em hơi bị năng động một chút xíu. Có nghĩa là em vẫn vui vẻ, vẫn diễn, vẫn lúc nào cũng cười, nhưng mà nó điềm tĩnh hơn một chút xíu. Em phải hiểu nha, nó liên quan đến cái con người của cái người ca sĩ đó. Khi em hóa thân thành thần tượng, em phải hiểu luôn cái con người đó, người ta là cái tuýp người nào thì mình hóa thân mới giống được. Quang Vinh là người ở ngoài ít nói, sống nội tâm. Như vậy có nghĩa là khi mà ảnh lên sân khấu, cái nụ cười của ảnh á là nụ cười của một cái người nội tâm. Vậy là mà... Quang Vinh cũng giống anh nè. Có giống không? Thôi bỏ đi. Không ai trả lời, anh hiểu rồi hả? Dạ dạ Vinh. Quang Vinh là nội tâm, còn ảnh là có cái tâm của ông nội. Cái tâm của ông nội. Nó hơi, nó khác, nó già hơn chút xíu. Cái người năng lượng ra nhìn khán giả cười là yeah 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 yeah, còn Quang Vinh là cười là cái kiểu vậy, hiểu không? Mình phải tiết chế cái đó, tại vì cái đó nó là cái đặc thù, mình không làm được thì nó phí lắm. Đúng, nó giống như cái câu là Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu người, trong héo ngoài tươi. Bởi vì là Quang Vinh có những cái nỗi buồn rất là sâu từ hồi gọi là thuở thiếu thời, và đã theo cái bước chân anh suốt một cái chặng đường nghệ thuật và mãi đến bây giờ nữa. Cho nên là anh cũng nghĩ rằng là em hãy đặt mình vào cái tâm trạng đó để mà cái tiết mục đơn ca tiếp theo á, nếu như đó là một cái bài buồn thì Quang Vinh sẽ thể hiện những cái nỗi buồn từ thuở thiếu thời của mình ở trong đó như vậy đó. Em thấy không? Anh nghĩ vậy. Nhiều người ta đơn... giám khảo mà người ta còn nghiên cứu gia cảnh của nghệ sĩ, mà em là thí sinh em không nghiên cứu. Nhiều khi á cái miệng cười nhưng con mắt nó không có cười được. Em hiểu như vậy là khi em hát một cái bài nào đó của Vinh về nhạc buồn thì em sẽ làm được. Ok. Dạ cảm ơn lớp học thiền vừa qua. Với một trái hỏi tay cho hai bạn. Chúc mừng. Và đêm nay chúng ta sẽ có cơ hội để được lắng nghe những giọng ca solo với bốn thí sinh. Thế không biết là một tuần đã trôi qua rồi, anh Nam, ngay giây phút này anh cảm thấy như thế nào ạ? Tuần trước các thí sinh đã hóa thân thể hiện trong những tiết mục tứ ca cũng như song ca. Tôi nghĩ là vòng này các bạn sẽ có cái không gian riêng với những bài hát solo, có đất để mà diễn hơn và sẽ không có phải bị phân tâm bởi bạn diễn của mình. Tôi sẽ cảm nhận những cái tiết mục sẽ bớt khắt khe hơn một chút, bởi vì những thí sinh là những người khá mới với sân khấu, tôi nghĩ vậy. Cảm ơn anh. Còn đối với chị Minh Tuyết thì sao? Đêm nay sẽ là đêm mà ban giám khảo quyết định ai sẽ là người đi tiếp. Tiêu chí chấm điểm của mình như thế nào ạ? Chắc có lẽ cũng sẽ giống như Nam. Năm nay thì các thí sinh quá mới cho một cái sân khấu hoành tráng như thế này, không có kinh nghiệm nhiều, thì có lẽ là vòng 1 có thể mình sẽ nới tay một tí xíu để cho các thí sinh thoải mái hơn, để mình có thể phát huy được nhiều hơn, giống thần tượng mình hơn và có một cái niềm tin là mình sẽ cố gắng và sẽ được. Thì có lẽ là chị sẽ nới tay chút xíu vào vòng này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Còn anh Trấn Thành, anh có lời động viên gì đến với bốn thí sinh của chúng ta hay không ạ? Tôi cũng chỉ cho lời khuyên dành cho MC thôi, là mùa sau nhớ mặc đồ cho nó hợp với lại không khí của trường quay. Nóng không Thành? Nóng chứ. Ngồi đây nóng lắm. Rất. Dạ thôi, có gì năm sau em sẽ nhắn tin group cho các anh chị để chúng ta thảo luận xem mình mặc đồ gì cho phù hợp. Vâng. Và đêm nay bốn thí sinh của chúng ta cũng đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc đấu của chính mình, và hy vọng rằng ban giám khảo cũng sẽ nương tay cho các bạn thí sinh nhé. Và bây giờ sẽ là thí sinh đầu tiên, xin mời. Không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời.
nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dịu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế này tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đầy lòng bỏ đi tình đánh dở dang thôi. Lần đầu tiên Ưu Phúc xin gửi tới quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, lời chào nồng nhiệt và chúc chào nghĩa là yeah come on. Trong nhân gian giờ đây có một ngàn lối đi em đã chọn, nhưng bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi. Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời. Nắng ấm cho mình em thật sao, nơi này gió mưa hoài. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi để tình ta đành dở dang thôi. Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nơi trên đường đời thấy nhau, biết nói ra sao để em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói nghe sao em đành lòng bỏ đi để tình ta đành dở dang thôi. Hay quá, hay không? Trời ơi hay quá. Dạ, chúng tôi muốn lắng nghe fan của Hoàng Phúc đó các bạn. Ừ, Hoàng Phúc. Trời ơi, anh Phúc ơi, anh dễ thương quá. Em mê cái động tác này của anh quá. Trời đất ơi, rất là đáng yêu đã. Quay trở lại tuần mới rồi, thần thái hơn. Mình có một cái hình ảnh bên ngoài cũng rất là mới nữa. Thế không biết là diễn xong thấy sao anh Phúc? Thứ nhất là thấy rất là thoải mái. Yeah. Vì lần đầu tiên mình được đứng lên cái sân khấu lớn thế này và diễn về cái người thần tượng mà gần 20 năm trời. Wow. Cái cảm giác nó ăn vào máu của mình và mình cảm thấy mình được thể hiện điều đó. Mình không biết kết quả như thế nào nhưng mà rất là hạnh phúc ạ. Dạ. Dạ, trước khi lắng nghe ý kiến của ban giám khảo cho em khai thác nhẹ anh này một cái, tại em nghe đâu là anh này dưới quê ảnh mê anh Phúc tới mức độ mà ảnh vào thành phố Hồ Chí Minh lúc đó chưa có gì hết, rồi sau đó đi tìm được nhà của anh Phúc luôn. Cho tôi hỏi là cuối cùng tìm được không, rồi cái câu chuyện cái kỷ niệm đó ra làm sao?
Wow. Lúc ở quê khi em học hết lớp 12, bắt đầu em chuẩn bị thi đại học thì gia đình định hướng là cho em ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà cái đam mê của em quá, em trốn gia đình, em thi vào một trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà do là cái hoàn cảnh cho nên mình không đủ điều kiện để mình học. Và cái tâm niệm của em thực chất là vô đây để gặp anh Phúc, để được gặp thần tượng của mình. Sau khi em học lên đại học thì năm nhất, năm 2009, hôm đó là vào tháng 8, em nhớ trong người chỉ có mười mấy ngàn thôi. Em đi xe buýt 24 về Bến Thành, bắt xe 34 về bên quận 7. Thì sau đó em đi khắp các tuyến đường và em tới đường số 7 bên quận 7. Em nhớ là công ty anh Phúc làm việc ở đó, nhưng mà khi tới hôm đó là chủ nhật và công ty đã đóng cửa không hoạt động nữa. Thì lúc đó hụt hẫng lắm, em mới điện cho một người và người đó, cái số điện thoại đó là chính là của anh Trịnh Thăng Bình. Anh nói là anh rất là tiếc vì hiện tại bây giờ anh Phúc không hoạt động nữa, cho nên là không có gặp được. Lúc đó em nhớ anh Bình chính là trợ lý sáng tác nhạc cho anh Phúc. Dạ, em nhớ là như vậy. Rồi tóm gọn lại là có gặp được anh Phúc không? Không gặp được anh Phúc. À, cảm ơn câu chuyện rất dài của anh. Rất là rốt cuộc không gặp được anh Phúc ạ. Vâng. Trời, thương vậy. Rất thương. Dạ. Vẫn không gặp được Phúc tới bây giờ luôn tới hả? Tới bây giờ có gặp được anh Phúc chưa? Chưa gặp. Vẫn chưa. Ông ráng vô chung kết đi, tôi mời Ương Hoàng Phúc hát chung với ông. Hợp lý luôn. Hợp lý. Hợp lý. Không biết là cái câu nói này có phải là lời khen dành cho tiết mục vừa rồi hay không ạ? Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Không biết là các vị giám khảo sao chứ nói thật là rất là chân thành là tôi không thích những thí sinh như anh. Sao vậy anh? Anh hát giống quá rồi tôi biết comment cái gì bây giờ. Trời ơi, vỗ tay lớn hơn được không? Nó giống từng cái cử chỉ, cái hành động, cái hơi thở. Nói chung là anh mê cái điều anh làm còn hơn gì nữa. Tôi nói thật, một trong những cái điều mà khiến tôi rất là yêu thích các thí sinh của ca sĩ thần tượng đó là khi các bạn làm á, tôi nói thiệt á, người ta đi thi mà mấy chương trình về ca nhạc đó là người ta chỉ yêu nhạc thôi. Còn tôi nói mấy người này là giống như kiểu là thôi muốn cho ăn cơm cũng được, hát thôi được rồi, kiểu vậy. Yêu một cái gì mà nó say mê, mà thấy cái cách hát mà mình thương người ta luôn ấy. Trời ơi, nói chung tôi cũng không biết là trong thời gian qua anh sinh sống, anh ở đâu mà mùa 4 anh mới chịu xuất đầu lộ diện. Mấy buổi trước thì em biết sau, có nghĩa là khi mà chương trình hoạt động rồi thì em mới biết ạ. Nhưng ngày hôm nay được đứng ở đây đó là cái điều tuyệt vời với em. Mình vẫn còn chưa hết cơ hội. Tôi cho anh một lời khuyên nhé. Tự tin hơn, nắm chắc nhịp hơn, giữ yên như vậy và anh sẽ vào chung kết. Cảm ơn anh. Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn anh Thành. Hồi nãy em thấy là anh cũng đứng lên gõ nhịp rất nhiều để hỗ trợ tinh thần cho thí sinh đầu tiên của đêm thi tối ngày hôm nay luôn. Anh sẽ là một đối thủ mà những thí sinh khác phải dè dặt đấy. Cảm ơn anh Thành. Và tiếp theo chúng ta mời giám khảo Hoàng Nhật Nam đi ạ. Đối với Nhật Quân trong lần trở lại này, anh đã dự đoán không hề sai. Sân khấu chỉ có một mình em mà thôi. Và em đã gọi là chiếm trọn không gian này bằng cái năng lực của mình, cái sự đam mê với thần tượng để mà có thể thể hiện hóa thân rất là tròn đầy luôn. Và dưới này thì không phải là chỉ thưởng thức không mà mọi người cười với nhau. Lần đầu tiên Ưu Phúc xin gửi tới quý vị đã có một chương trình ngày mai lời chào nồng nhiệt và chân trọng nhất ạ. Yeah, come on. Để mà có thể gọi là hòa theo những cái động tác của em diễn tả rất là đáng yêu và rất là chân thành. Thì anh cũng có cơ hội làm việc cũng như là gặp gỡ với những người con Thanh Hóa và đặc biệt là những người đẹp như là Á hậu Hoàng Thùy hay là gần đây là Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Thiệt sự là những người Thanh Hóa thì luôn luôn rất là nồng nàn, nồng nhiệt. Và đúng là thông qua cái câu chuyện của em kể là dù trong túi mình không có đủ tiền nhưng mà mình vẫn bắt xe buýt để mà đến, để tìm gặp thần tượng của mình. Không có một cái lịch hẹn trước hay là một cái lời hứa hẹn nào, gọi là cái sự gặp gỡ trong vô vọng á, nhưng mà em vẫn đi tìm. Thì anh nghĩ rằng là cái điều đó chứng minh cốt cách của con người Thanh Hóa trong em rất là mạnh mẽ. Và anh nghĩ là em hãy giữ cái tinh thần đó để mình sẽ tiến sâu hơn trong cuộc thi. Dĩ nhiên là giám khảo Trấn Thành đang cho em một cái niềm tin là sẽ vào chung kết, nhưng mà biết đâu trên đường đi nó sẽ có những cái phút giây lơi lỏng. Đừng bao giờ cho mình một cái cảm giác an toàn cả. Thì em hãy cẩn thận với điều này nha. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Và chị Minh Tuyết thì sao, một tuần trôi qua thì chị thấy Ưu Hoàng Phúc tuần này có tiến bộ nhiều hay không ạ? Sau khi mà chị nghe em kể câu chuyện của em á, chị không biết Phúc là như thế nào. Nhưng với chị là một người ca sĩ, khi mà mình nghe một người khán giả vì mình mà thần tượng mình tới mức như vậy, chị biết em rất là thần tượng là bởi vì sao? Em nói một cái giọng khác hoàn toàn với cái giọng hát.
Có nghĩa là em phải đam mê cái người đó khủng khiếp lắm kìa. Và sau khi em kể câu chuyện như vậy thì nếu chị mà là Phúc, chị sẽ đến gặp em ở trong cái show như thế này. Là bởi vì khi mình được một người thần tượng mình đến mức như vậy mà mình không đáp lại cho cái người thần tượng mình một cái ôm hoặc là một cái gì đó để cho cái người mà thần tượng mình người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện và bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc, thì chị nghĩ là Phúc sẽ làm điều đó nếu như Phúc có cơ hội và xem được cái clip ngày hôm nay của em. Chị hy vọng điều đó. Và ngoài cái đó ra thì ngày hôm nay đúng là Thành nói là em là một trong những ứng cử khá đắt đỏ trong cái show này. Chị không khen tiếp nữa, chị nhắn nhủ cho em thêm một chút xíu nữa. Khi mình vào vòng trong, chị hay để ý ngoại hình, và Phúc cũng là một trong những nam ca sĩ đẹp trai, điển trai, thì mình đã bắt chước được giọng hát nè, mình có được cái phong cách, và bây giờ mình nên bắt chước thêm cái ngoại hình. Thì ví dụ mình hơi hẹm chiều cao ha, thì mình lựa những bộ đồ nhìn nó cao chút. Có gì không được thì mượn thêm giày của anh Thành. Mượn thêm giày của anh Thành. Hợp lý, vâng ạ. Giày của tôi làm sao bằng giày Minh Xù được. Làm sao bằng cà kheo của chị Tuyết được. Không. Vậy là con gái nó khác. Con gái nó khác. Em dạ, à, dạ, dạ. Hiểu không? Ngay đoạn này thì là biên tập sẽ dựng và tua lại những mùa năm trước với những cái đôi giày rất đúng là rồi, trứ danh của anh Trấn Thành. Đó. Cái giày này mình mua về có gì mình mặc ngoài mang cao đó mấy anh chị. Lúc xây nhà giọng nền được. Đó, đúng rồi. Đi cẩn thận anh Thành ơi. Từ tốn thôi. Cái gì vậy Thành? Ưng Hoàng Phúc sẽ không mang những đôi giày đó. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến nhận xét của ba giám khảo. Rất là nhiều lời có cánh dành cho bạn đó. Và Minh Dù hy vọng rằng là bạn cũng sẽ phát triển nhiều hơn nhé. Ngày hôm nay, chúc mừng Nhất Quân. Quý vị thân mến, đó chính là phần hóa thân thành nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc của Nhật Quân. Và tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại sân khấu thông qua phần trình diễn của Phương Nga, hóa thân thành Lưu Bích Hữu. Xin mời. Ngày qua dù tình yêu đã xa, đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây, thật lòng không thể quên. Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dòng trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình xa đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra. Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài hôm nay.
nỗi nhớ như dòng trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến nước vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tính ra đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn mà nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dòng trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh thì không biết yêu anh quá dài khờ. Vì một hình dung không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì dòng trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài khờ. Vì dòng trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài khờ. Thôi nghiệp rung quá. Và đó chính là Phương Nga. Xin được cảm ơn hai bạn hỗ trợ bánh guitar rất là dễ thương ngày hôm nay. Và bật mí với ban giám khảo là cái bộ đồ này, cái concept này của hai cô gái là giống như MV gốc Dầm trong tim luôn. Dạ, mời cái màn hình để cho ban giám khảo thấy rõ hơn được không ạ? Đó, cũng có hai cô gái đánh guitar. Và đặc biệt là cái bộ trang phục này cũng rất là giống Lưu Bích Hữu. Bây giờ không biết cảm xúc của chị Tuyết như thế nào ạ với tiết mục này ạ? Chị Tuyết vẫn đang dò bài. Vẫn đang dò, để coi giống bao nhiêu phần trăm. Giống bao nhiêu phần trăm. Anh Thành trước đi, trong quá trình mà bạn hát trên đây thì em thấy là anh quay qua chị Tuyết và hát theo cái câu hát ở trong đó. Thành rất là thích giọng hát của Bích Hữu. Cái bài này tôi cũng là để trong phone, tôi bây giờ đã còn bài này trong phone anh mà. Rất bài này là bài nổi tiếng của Bích Hữu. Nổi tiếng của Bích Hữu. Bích Hữu lắm chị ơi. Có hai bài là bài này với cái bài mà Nước Mắt Hóa Đá. Tôi mê hai bài đó. Nói thiệt nha, Phương Nga hát cái bài này thành công thôi là tôi đã thấy Phương Nga giỏi rồi. Cái bài này nó ác quá, cái nốt nó treo liên tục. Nhói đó khi đời ta. Đó. Sẽ có thể nói, dũng không thể quên. Thế ta ta ta. Nhưng mà đoạn đầu thì vô cùng trầm. Cái quãng nó dài. Bao ngày qua, thì nó lầm lòn chứ. Bao ngày qua. Bài này cái quãng rất rộng. Bạn hát ngày hôm nay hơi rung, bị quên cái đoạn cuối. Nhưng nói thiệt, hát được như vậy là giỏi lắm rồi đó, nói thiệt á. Cái thứ hai, bạn này trời phú cho bạn. Khi mà bạn lên giọng cao á, cái chất kim của bạn giống Hữu. Nhưng uổng cái là cái xuống cái quãng trung cái là của bạn, không có cái gì của Lương Bích Hữu hết. Bạn phải biết diễn hơn chút xíu nó mới ra Hữu. Phát cho bạn bộ đồ rồi cho bạn hai cây đờn, hai cô. Bạn cũng chỉ đi ra đi vô nhẹ nhàng. Trong khi Hữu của tôi là khi tình yêu đến em không nhận ra, em không nhận ra, em không nhận ra. Vì dầm trong tim để nhớ như dầm trong tim. Chứ nó dầm hai cái luôn rồi. Ừ, nó dầm, nó dầm vậy đó. Dầm quá. Bà Hữu ngày xưa bà điệu lắm. Không, đúng rồi đó. Em thấy là bạn còn rung quá cho nên bị mất đi cái điều của Hữu. Lương Bích Hữu hát diễn là phải nhõng nhẽo. Bạn không để ý những cái điều đó. Bạn hiền quá. Cho nên á, nó không có hóa thân. Chỉ là vô tình cái giọng hát bạn giống giống thì bạn làm vậy thôi. Mà Thành khen, khen là về cái khả năng bạn hát rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói về hóa thân Lưu Bích Hữu thì bạn phải trau dồi và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Và bản thân bạn á phải tự tin hơn nữa thì mới được. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Anh thì thấy Phương Nga đã chiến thắng bản thân mình so với cái vòng trước. Anh thấy em tự tin hơn và có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn. Em thường ngày với những cái công việc thường nhật nó không phải là gắn liền với chiếc mic. Mà hôm nay em lên biểu diễn và anh thấy là anh tin em là một ca sĩ. Thật sự là vậy. Và đặc biệt là trong bài này có một cái sự cố nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cái bản lĩnh của em là kịp thời bắt ngay vào để mình vẫn đi đến bến, đến bờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến, và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh quá dài khờ. Chứ nếu mà không có bản lĩnh thì thật sự là lúc đó em sẽ rất là bối rối.
không biết là mình sẽ nên tiếp hay là bỏ băng luôn một đoạn rất dài. Nhưng mà sau đó là em kịp thời để em nhảy vào, phải là rất là thông minh và lanh thì mình mới có thể xử lý được vậy. Anh thấy rằng là Lương Bích Hữu cũng là một cô ca sĩ ở thời điểm bấy giờ. Riêng về ngoại hình của cổ thì không phải là một cô gái thực sự là đẹp, một vẻ đẹp mà choáng ngợp. Nhưng mà với một đôi mắt, một mí và cái vóc dáng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, gọi là một cái dấu ấn cá nhân rất là lớn. Cái thời đó là Hữu là làm nhiều người chết là chết xuống lắm á. Trong đó có Thành không? Có luôn. Bữa nay tôi thú thiệt nha, hồi xưa là tôi có mê Lương Bích Hữu luôn đó. Wow. Định cua rồi đó. Định cua rồi đó. Định cua rồi đó. Ê, cua cũng biết bay nha cưng. À, chưa có dịp thôi. Tại chị diễn không gặp nhiều nên không cua được. Chị mới học bài xong, chị thấy cái bài Dằm Trong Tim này là tuy rằng cái cá tính của Hữu không phải là kiểu ngầu, nhưng mà trong cái bài hát này thì Hữu diễn có cái cá tính hơi cứng một chút, khác cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương, nhưng mà cái phong cách nó hơi có một chút xíu cá tính bụi bụi trong cái bài này. Thì chị chỉ nhận xét trong cái bài này mà thôi. Nhưng mà Hữu hát á rất là gọn chữ, nhã chữ, rất là nhẹ nhàng đó. Nói chứ cũng khó lắm, tôi biết sao. Tại vì Hữu là nữ kim mà quảng trên, mà bạn này thì nữ trung thôi. Nói thì cái hát được cái tông hồi nãy là giỏi lắm rồi đó. Có chất giọng nhưng mà dường như bạn chưa nghiên cứu kỹ lắm về Lương Bích Hữu. Bởi vì bài này là hoàn toàn là bạn không có giống Lương Bích Hữu. Trước giờ em có Dằm Trong Tim bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa. Chưa yêu luôn ạ. À. Minh Xù thì có Dằm Ly Bơ. Vâng ạ. Hy vọng rằng ngày hôm nay cũng sẽ là một cơ hội trải nghiệm của bạn ha. Với sân khấu này, bạn hóa thân như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi. Và cũng đã gặp được giám khảo Trấn Thành rồi. Một điều khá là may mắn cho bạn. Nếu như có cơ hội bước vào vòng trong, hy vọng rằng bạn sẽ tổng kết lại những cái ý kiến này để phát triển mình hơn. Em sẽ cố gắng. Dạ, một tràng hỗ tay cho Phương ạ. Xin cảm ơn ạ. Quý vị thân mến, tiếp theo xin mời tất cả quý vị trở về miền ký ức của mình với một trong những ca khúc rất thành danh của ca sĩ Quang Vinh, Miền Cát Trắng. Và ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là sự xuất hiện phần biến hóa của Quốc Anh. Xin mời. Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình ngã. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua. Đừng có nỗi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình ngờ.
đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết xa nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi mìn cát trắng mình à. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn, một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn, một mình anh lang thang nghe thác năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh. Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh. Và đó chính là Quốc Anh. Nhớ là hồi xưa là karaoke là coi như là em luôn luôn chọn bài nào để em hát. Và ký ức tuổi thơ len lén trốn học hè rồi đi hát karaoke ùa về với Minh Sù lắm. Thế không biết là ngày hôm nay khi mà Quốc Anh hát xong bài này thì có phải là miền ký ức của chính bạn hay không? Dạ thực sự thì khi mà em muốn hát bên ca bài này là em đã xem bài này là rất nhiều. Và em xem từng cái cử chỉ của anh Vinh như thế nào, rồi cả cái cách nhuộm tóc như thế nào. Em còn xin bạn make up anh, bạn ơi cho mình xin một cái miếng vàng vàng giống như hồi đó. Anh Vinh đã là một cái tuổi thơ rất là lớn đối với Quốc Anh. Là khi những cái năm thấy đi học cấp 1, cấp 2 là Quốc Anh đã rất là hâm mộ anh Vinh rồi. Cho nên là không thể nào mà Quốc Anh quên được. Đó là một cái tấm gương lớn để Quốc Anh theo cho tới giờ. Cảm ơn Quốc Anh rất là nhiều. Chị Minh Tuyết làm sao ạ? Cảm xúc của chị như thế nào với phần trình bày hóa thân của Quốc Anh ạ? Với chị thì trong bài hát này thì nếu nói là em hát giống Vinh 100% thì chưa tới. Cái âm sắc của Vinh á, nghe nó hơi kim nhưng mà nó lại có cái khàn ở trong đó. Nhất là ở những cái nốt cao. Nhưng mà Vinh hát nghe vẫn rất là sáng. Còn em Tuyết, hát nó vẫn cứ bị tù ở bên trong á. Hình như là giống như hơi cảm cảm á, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Cho nên nghe cái giọng của em nó hơi bị lẫn dưới tiếng nhạc. Chị hy vọng khi em hát ráng thoát cái làn hơi của mình ra ngoài một chút xíu, bật cái âm sắc nó sáng ra một chút xíu. Những cái ngân đuôi rất là nhẹ của Vinh em cũng có nữa, nó có cái của Vinh nhưng nó đều bị mờ nhạt, nó không được tô đậm nét lên. Và chị hy vọng rằng là em cố gắng tô đậm nó lên một chút xíu thì nó mới đúng là Quang Vinh. Dạ xin được cảm ơn chị Tuyết. Giám khảo Hòa Nhật Nam mời anh tiếp lời ạ. Nói một chút về cái ca khúc này, là một cái ca khúc mà ban đầu là anh nhạc sĩ Lê Quang gọi là đo ni đóng giày cho Quang Vinh vào năm 21 tuổi. Quang Vinh sau đó là có một cái lời từ chối rất là thẳng thừng rằng là chú ơi cái bài này nó không hợp với con. Và sau đó thì anh Lê Quang phải nhiều lần thuyết phục thì Quang Vinh mới thu cái ca khúc này. Và sau đó thì nó đạt được rất nhiều những cái giải thưởng và trở thành một ca khúc hit mà đi đâu người ta cũng nghe. Và karaoke nào cũng bật bài này để hát cả. Đó thì là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị. Đúng là ca khúc trước với ca khúc này là hai màu sắc khác nhau. Em cũng đã gọi là nhập tâm vào hơn, đặt mình vào trong một cái khung cảnh hát trước biển, nắng gió và một cái bãi cát, bãi đá vậy. Và cũng thả hồn. Đó thì anh cũng cảm thấy là em có một cái gọi là cái sự nhẹ nhàng
trong tâm hồn rồi trong cái giọng hát để mà có thể chuyển tải được cái bài hát này. Chất giọng thì giống rồi, tuy nhiên là nghe thì nó cũng mang mát và nó hao hao, nhưng mà để cho nó thực sự sắc nét hơn, để thực sự là thuyết phục là tin 100% Quang Vinh đang ở đó thì chưa đạt được điều đó. Tuy nhiên anh nghĩ là cái chất giọng của em có cũng là một cái điều quý khi mà đến với cái sân chơi này. Nếu như em được lọt vào vòng tiếp theo thì anh cũng sẽ muốn lắng nghe những bài hát tươi sáng của Quang Vinh. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Dạ, và tiếp nối mời giám khảo Trấn Thành đi ạ. Như Tuyết nói rất đúng là cái voice của em mặc dù rất là giống Vinh nha, nhưng mà em hát không thoáng bằng Vinh, cho nên nó không có cái độ sáng. Vinh hát có cái độ vang nhiều hơn, nhưng cái đó không phải là lỗi của em. Có một cái điều mà anh Thành muốn khen ngợi em là em hát rất là tốt. Anh thấy anh rất tiếc ở cái trường hợp của em, nửa bài đầu em hát không giống lắm. Từ lúc em bỏ cục đá em ra em bắt ghẹ ngoài biển thì lúc đó anh thấy em giống Vinh nhiều hơn, lúc đó có cái trình diễn hơn, nhưng mà điều đó nó cũng không làm anh cảm thấy em giống Vinh 100%. Tóm lại Thành rút lại là mình có một cái lời khuyên gì cho bạn ấy, ví dụ nếu bạn ấy vào vòng trong, em phải nên chọn cái thứ nhất là một bài nào của Vinh mà nó có kèm trình diễn, cái thứ hai là phải lấy giọng Quang Vinh hát nhạc của người khác thì mới có cái chấm. Tôi cho bạn cái đề luôn, cho đề luôn, Em Gái Mưa. Dạ. Rồi cái bài đó dễ thuộc nhất trên đời đó. Dạ rồi. Bạn hát thử ba cái bài đó bằng giọng Quang Vinh coi. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim đồn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dành mưa thấm lâu, anh nào ngờ. Cái chữ anh em luyến giống Vinh ấy. Đấy cái kiểu nó là vậy, bạn hiểu không? Chứ bây giờ bạn mà hát mọi thứ nó y chang thì nó lại không có cái đất để mình thi đấu với họ. Họ là những chiến mã trong cuộc thi. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với sự góp ý này dành cho bạn. Nhờ cái bài của bạn mà tôi suy nghĩ về bạn nhé. Dạ, một tràng pháo tay chúc mừng Quốc Anh. Quý vị thân mến, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ anh chàng hóa thân thành ca sĩ Khánh Phương qua ca khúc rất là tình cảm và gia diết của mình. Xin được chào đón sự quay trở lại sân khấu của Tuấn Anh, xin mời. Ngày tháng cứ thế vẫn trôi đi, người ra đi mang trái tim phương sầu. Còn nhớ những lúc vẫn kề bên nhau, vì sao anh không quên được em hỡi. Nhiều lúc cứ ngờ anh sẽ mãi quên em, trời khuya mai sẽ băng trong đêm dài. Giờ anh lê bước đứng dưới cơn mưa, mong sao sẽ quên đi được em. Và cứ xa em hay biết chẳng nơi này, anh vẫn mỗi đêm ngắm một vì sao. Giọt lệ anh tuôn rơi vẫn không thể nào, bên nhau sống đôi ta ngày xưa. Từ ngày qua anh mong sẽ quên được người, dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào yêu ai để quên đi được em. Ngày tháng cứ thế vẫn mãi trôi đi, người ra đi để trái tim vương sầu. Còn nhớ những lúc ta gắn bó bên nhau, vì sao anh không quên được em hỡi. Nhiều lúc cứ ngờ ta sẽ mãi quên người, trời khuya mai sẽ băng sông tâm hồn. Giờ anh lê bước đứng dưới cơn mưa, mong sao sẽ quên đi được em. Về phương xa em ơi biết
tuyết trắng nơi đây. Anh vẫn mỗi đêm ngắm một vì sao. Xót lại anh tôi sai vẫn không thể nào. Bên nhau sống đôi ta ngày xưa. Từ ngày qua anh mong sẽ quên được người. Dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào. Yêu ai để quên đi được em. Do sương cuốn trôi đi kỷ niệm, giờ đã chia tay xóa đi tháng ngày, chuyện tình chỉ còn mang nắng cay. Và phương xa em ơi, biết chẳng nơi này, anh vẫn đứng đây ngắm một vì sao. Rồi lẽ anh tu sai vẫn không thể nào. Bên nhau sống đôi ta ngày xưa, từ ngày qua anh mong sẽ quên được người. Dẫu biết trái tim này chẳng thể quên. Và con tim anh hôm nay chắc không thể nào. Yêu ai để quên đi được em. Yêu ai để quên đi được em. Yêu ai để quên đi được em. Quá già diết đúng không ạ? Đó chính là Tuấn Anh. Cảm ơn bạn. Sao lựa cái bài buồn thê thảm dữ vậy? Mới chia tay người yêu cũ. Mới chia tay người yêu cũ nha. Ghê, mới đi diễn hề chứ chơi đâu có ca. Mới qua có dòng dặm dữ vậy. Nhưng mà em thấy cũng có cái nhấn nhấn gót dài của anh Thành. Bắt đầu biết đá trống rồi. Đó. Tôi không hiểu một câu chuyện. Bà người yêu chạy ra vui ôm mừng. Cái bà một bà ngồi đây. Rồi cái ông này vẫn hát kệ bà người yêu. Xong cái tự nhiên bà người yêu biết làm gì ngồi không hiểu tâm lý gì. Cầm tờ giấy ra không biết cái đơn ly dị hay là cái bức thư tình cũng chẳng biết là cái gì. Đưa tờ giấy. Cái bà chạy bà bỏ luôn cái vỏ bà ngay đây. Thành. Ủa câu chuyện này là nổi giống vậy? Do cái đoạn đầu intro á là Thành không để ý. Là anh chàng này ngồi. Ngồi ở trên cái bàn đó và viết nhật ký hay là xem cái gì đó trên cái cuốn đó. Dạ. Thì sau đó thì cái cô này thấy những cái lời tâm tư gì đó có thể là viết cho một người khác. Thì cái này á là lấy từ cái tứ của trong cái MV á. Em confirm lại với ban giám khảo đi cái nội dung phải vậy không? Dạ cái nội dung đó là em viết nhật ký và có cái tấm hình người yêu cũ ở trong. Dạ viết nhật ký có hình người yêu cũ, sau đó người yêu mới tới, xong rồi vô tình là chưa có cất đi, mê hát quá tràn ra hát. Xong cái để quên cuốn nhật ký đó rồi cô người yêu mới thấy xong ra cãi nhau, bỏ cái túi đi luôn chia tay. Và bây giờ thế này, em hát thử một câu nào đó bất kỳ bằng cái giọng thiệt của em thử coi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều. Ok, có nghĩa là giọng em là cái giọng cũng có đồ trong. Mà em hát nguyên một cái bài bằng giọng khàn như vậy, tôi nói thiệt là tôi nể em ghê. Khó lắm á, bây giờ nè. Mà có những nốt cao nữa. Mà cứ phải tì cái giọng mình cho nó rè. Khó lắm chứ mà không nè. Này chắc mê Đàm Vĩnh Hưng phải không? Cười liền. Thật hát ra, một câu là tôi biết liền. Hát cái kiểu anh Đàm á dễ hơn cái kiểu Khánh Phương. Anh Đàm á, anh hát á là anh còn lấy cái hơi bụng ở dưới. Hát lên. Son, giờ cho tôi. Hả? Là nó còn một cái khúc hơi bụng dưới. Còn Phương hát á là cái độ tì vô cần cổ á nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên nó hả là khó lắm á. Thật sự đã nói nếu ai mà cổ họng không tốt là dễ xước, dễ rách lắm. Hát xong có đau họng không? Dạ cũng bình thường. Bình thường. Bạn không. Còn có khả năng nhái nhiều giọng lắm anh. Còn trẻ nó vậy đó, nói nhiều như tôi đi biết liền. Bạn giám khảo muốn nghe thêm một cái giọng mà bạn ấy hóa thân khác không ạ? Đâu thử đi. Thử thi. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ. Có vẻ như là giọng của Jack nghe dễ chịu hơn đúng không anh? Nếu mà nói về Phương á, bạn không có cái thần thái của Phương khi biểu diễn gì cả. Tôi đã nói rồi, Phương diễn là Phương đi qua đi lại. Ra như này. Anh vẫn mỗi đêm ngắm đi qua đi lại. Sao là nó luôn có những cái mặt
chưa thể gọi là giống nhiều được, chỉ là hao hao thôi. Cái chất giọng bạn á thì bạn giả có chứ. Chất giống phải có chứ, nhưng mà vì bạn cố gắng quá nó đâm ra thành nó hơi bị nhựa, nó không có gọn ấy. Phương hát ngắt chữ khủng khiếp, ngắt và nảy để Phương hát ở bên kia bầu trời. Dạ. Là bật cái chữ đó ra chứ không thể là ở bên kia bầu đúng trời. Rồi, đúng rồi. Đây là tùy giọng nó khác nha. Còn Phương là ở bên kia bầu trời. Đó, nó khác. Giọng chữ hơn ấy. Yeah. Chỉ có khen là lần này bên ngoài được hơn. Tự tin hơn. Tự tin hơn. Rồi đó. Viết nhật ký. Viết nhật ký này nọ, quăng này nọ. Thì có sự tiến bộ, có khen cái đó chứ không phải là không. Với lại nghe đồn hình như có xem bức hình gì đó đó Xu. Hình người yêu cũ đó. Bức hình người yêu cũ đúng không anh? Đó, nói thì khoe với mọi người luôn đi em. Tại vì hồi nãy cũng phải giải thích cho mọi người là người yêu cũ của Khánh Phương ở trong đây là ai. Thôi mình bắn lên màn hình đi em ơi. Dạ vâng, xin mời phòng máy bắn lên giùm em cái ạ. Trời. Bà Tuyết đoạn này bà bị bệnh hay gì mà sao bà ốm vậy? Trời ơi, người yêu cũ đấy đó hả? Trời ơi, cái tấm hình này chắc mười mấy hai chục năm rồi đó. Cái đoạn này là cái đoạn Minh Tuyết nè. Vì em với Mai là người đến sao. Cái đoạn đó đó, đúng không? Cái này là cái đoạn đó đó. Đúng rồi. Cho nên con bé lúc nãy là người yêu mới, nó thấy xem bức hình người yêu cũ này cho nên bỏ đi là vậy đó Thành. Hèn gì đưa ra cỡ này, nhỏ không bỏ đi sao được. Trời ơi, đâu dữ nhá nha. Mà ghế cũ dày mà bỏ được người ghế cũ. Ghế cũ dày mà bỏ. Không, đi Mỹ. Hèn gì. Riêng anh Hoàng Nhật Nam thì sao với tiết mục này của Khánh Phương nè? Anh nhận thấy Tuấn Anh trong cái tiết mục này em dàn dĩ hơn, thấy em nhập hồn vào trong cái bài hát. Tuy nhiên là anh có một cái chi tiết này lưu ý em, do là tiết mục này nếu như không có dàn dựng gì thì nó sẽ hơi đơn điệu, cho nên là biên đạo cũng như là các bạn dàn dựng mới tạo cho em thêm một cái tứ để mà mình làm cho nó giống, gọi là lấy cảm hứng từ MV của ca sĩ Khánh Phương. Tuy nhiên đó là có một cái chi tiết lúc nãy là cái cô người yêu ra và đưa, thì hai người anh chàng này vẫn đang hát và hai người vẫn đang trong một cái tâm thế là đang đối diện với nhau trong cái tình huống đó. Thì có một cái điều đó là em vẫn tiếp tục em dậm chân, vẫn nhún theo điệu nhạc đó, thì không nên như vậy. Có nghĩa là bình thường mình đang một mình á thì mình sẽ feel theo điệu nhạc. Ý của Nam nói ấy, là khi mà em biểu diễn đó, không ở trên sân khấu với băng nhạc, với dàn nhạc, thì em biểu diễn với khán giả thôi. Còn khi em đã nhập tâm vào một câu chuyện nào đó và có một nhân vật khác, có một nhân vật khác, thì em phải đi theo cái nhân vật mà em đang diễn và đi theo cái câu chuyện đó, chứ không là người ta sẽ không hiểu đó. Em đang diễn cái gì và đang hát và đang nói về cái gì. Với lại lúc mà mình giao lưu với một cái nhân vật khác thì mình phải là một cái người tình của cổ, chứ không phải là mình là một ca sĩ đang đứng hát và đang nhịp rất là đúng nhịp mà cứ bước qua bước lại trong khi vẫn tâm thế là giằng co nhau một cái bức thư đó. Thì cái điều này anh muốn nhắc em để lưu ý hơn, mong là em sẽ cố gắng hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và nhận xét cho tiết mục của Khánh Phương này. Xin được cảm ơn, chúc mừng bạn, chờ kết quả nhé. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua 3 vòng thi đấu của 4 thí sinh tuần này. Và giây phút quan trọng đã đến, kết quả được công bố từ ban giám khảo. Sau khi chúng ta chào đón sự quay trở lại của 4 thí sinh, xin mời các bạn Quốc Anh, Tuấn Anh, Nhật Quân và Phương Nga. Giờ đây thì tất cả các bạn cũng đã trình diễn xong cũng như là giới thiệu xong cái cá tính của mình và nghệ sĩ thần tượng của mình là ai đến với ban giám khảo rồi. Và ban giám khảo của chúng tôi ngày hôm nay cũng rất là đau đầu để quyết định ai sẽ là người đi tiếp và ai là người phải dừng lại cuộc chơi. Xin mời đại diện từ ban giám khảo, xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thành sẽ đại diện cho anh Nam và cả Minh Tuyết để nói lên cái quyết định của ban giám khảo dành cho phần thi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với ca sĩ thần tượng bằng hình tượng của những ca sĩ mà rất là mới. Dĩ nhiên là dòng đầu, chúng tôi cũng không khắt khe lắm với các bạn làm gì. Tại vì chúng ta còn thời gian để có thể phát triển bản thân. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ dành cho các bạn thời gian cũng như là cơ hội để có thể thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Chúng tôi sẽ lựa chọn thay vì là 2 thì là đến 3 người vào vòng trong để cho các bạn có nhiều cơ hội hơn.
dĩ nhiên không loại thì nó không hợp lý. Cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ loại một thí sinh mà theo cả ba người là cái phần trình diễn không có chỉnh chu nhất trong số bốn người thôi. Chứ thực ra bạn nào cũng có cái yếu tố để phát triển giống như nhau cả. Chỉ có nổi trội hơn hết là anh Nhật Quân khi hát giọng của Ương Hoàng Phúc thôi. Còn ba người còn lại đều có những cái bước phát triển và những cái bước mà mình có thể khai phá cái phần trình diễn mình tốt hơn như nhau. Nhưng cho phép thành loại một người mà phần trình diễn có nhiều lỗi nhiều nhất. So với cả ba thì chắc là phải chia buồn với Phương Nga. Cảm ơn Nga đã đến với cuộc thi và thi mà thì mình phải trọn vẹn một chút. Cho nên Nga có cả một đoạn bị quên lời thì cái phần trình diễn nó có nhiều lỗ hổng quá. Cho nên xin phép là Nga sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Cảm ơn và chúc mừng cho ba chàng trai còn lại. Các bạn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo để chinh phục quán quân của ca sĩ thần tượng mùa thứ tư năm nay. Xin được cảm ơn ba giám khảo rất nhiều về quyết định của mình. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra được ba tấm vé thông hành bước vào vòng tiếp theo của ca sĩ thần tượng. Và hy vọng rằng tất cả quý vị cũng đừng quên theo dõi tất cả những bạn thí sinh khác ở khung giờ quen thuộc 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi sẽ phát lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình ca sĩ thần tượng do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Xin được mời ban giám khảo chúng ta sẽ lên sân khấu để chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Tất cả chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!